60 kg nặng nhí hồng, 105 ngàn bộ ngay chị Trinh Nữ thôi. Bây giờ chị Kim Ho Beo. Rồi lấy bộ này mình nhí hồng. Tay cánh men mùa nhớ chị nhí là qua tầm mấy nha, 50-60 kg nặng nhí hồng. Bây giờ chị có rồi nha, thật vàng ơi. Rồi 60 đổ lên, 65-67 là giường rồi nghe chứ mã 45. Chị nào lấy 45 chứ 45 dùm em. 60 đổ lên, 65-67 là đẹp người nghe chứ mã 45. Rồi cái bộ này em mã mấy quên nè. Rồi mấy chị cuộc nghe đó, bộ này mình 06, 45 đổ lên, 60 là vừa 06. 06 dùm em. Đó, ok Nguyễn Thảo nè. Rồi chị nào lấy comment 06, người nghe 06. 45 thì chị Kim Tho. Rồi ai lấy 06 cho 06 người nha. Ok chị Cherry Nguyễn. Rồi mấy chị, chị nào cứ chốt lại 04 không được không? Đây mấy chị 04 em còn bộ nè, quá đẹp luôn. Ồ ồ cái màu xanh này siêu đẹp nha. 45-6kg còn vừa mà ngồi nghe này 04 không đây. Ồ mấy chị ở cái manh ngồi này siêu đẹp luôn rồi 04. Rồi đưa chị bốc thăm đi. Đưa cái phiếu bốc thăm xong rồi bắt đầu mình lên manh ngồi nha mọi người ha. Em chị 40kg không? 40kg bản này được rồi. 45 không có nhỏ là 1 vàng thôi. Dưới hồng 45kg dừa 0604 chúc cho cô Tư. Cảm ơn cô Tư yêu cháu của con. Nè 04 nè. 04 thì chị Gia Quy giỏi luôn. 06 chị Phụng Quỳnh. 06 là chị Quỳnh Ngọc. Này là 04 nè. 06 á. 06 nè. 06 nè. 06 thì chị Hải nè. 06 chị Quỳnh Nhung nè. 04 65 cái không vừa chị ơi. Rồi 06 mọi người ơi, lấy 06 cho 06 giùm em. 45 hết 45 rồi. Hết 45 mọi người nha. Rồi cục vàng rồi chốt đi chị ơi. 06 còn 04. Cô Tư ủng hộ con gái. Dạ cảm ơn cô yêu. Rồi mấy chị ơi, cái này là 03 nè. 03 mọi người nghe 03 giùm em mấy chị ơi. Đó chị Trịnh Vũ lên số thoại đi chị. Đó một bộ lạnh canh lẻ 5 ngàn mọi người nghe, lụa mang gồ. Rồi này 03. Rồi mấy chị bộ vàng 07 đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi mấy chị ơi 07 nè đẹp quá. 07 nghe mấy chị, ai lấy 07 comment 07 giùm em. Có 105 mà lụa mang gồ siêu đẹp luôn nha. Rồi chị Hoàng Kim Thắng hình như có phiếu rồi á. Ok Hoàng Kim Thắng một phiếu. Ok chị Nha lên một phiếu. Rồi lấy bộ này 07 nha. Mới nhận em là sao chị, là sao, là sao. Nói lại em ơi, các bộ bộ này nhiều hơn mấy đi. Rồi bộ này 08 mọi người nghe. Đó xong thủy quá đẹp luôn. 45-60kg bằng đẹp 08. 08 mọi người nói chị nghe quá đẹp luôn. 08 giùm em đấy chị nha. Này là 08. Này là 07. 03 mọi người nha. Đó chị nào lấy cho em mấy chị ơi 03. Rồi một sữa này mấy quên nè. Ok 08 cho cô Tư. Ok Trịnh Mử nè. Chị thiếu nữa lại gì chị. Ok giao quyền một phiếu. Không 07 là 65kg không vừa nghe chị Trịnh Mỹ nghe. Chị Trịnh Mũ lấy 04 á. Rồi 07 chị Trịnh Mũ luôn. Ok Trịnh Mũ 07. Rồi sữa này mấy nè. Ngoài rồi 02 mọi người nghe. Màu sữa là 02 giùm em mấy chị ơi, quá sang luôn. 45-60kg bằng đẹp mọi người nha. Giá bao nhiêu? Có 105 ngàn mà lụa mang hồ. Rồi lấy bộ này bên 02 giùm em. 02. Đâu con nào? 08 nè. 07 chị Trung Trần 07. Chị Trung Trần có 07. Không có 70kg nha chị ơi. Này 45-60kg bằng vừa hơn nghe chị Quỳnh Phụng ơi. Rồi em lấy bộ này bên 02 giùm em nè. 02 này 02 đúng không? 02 mấy chị yêu ơi 02. Rồi món này có mấy nè. Rồi 09 nè, nãy chị nào rồi coi 09 là 09 là bộ này nha. 45-60kg bằng đẹp mọi người nghe. 09 giùm em nè. 09 giùm em. Gì vui quá vậy? Khoan mọi người đợi em dừng là 2 giây. Trời ơi vui quá vậy?
chị chính nhầm. Ông chính thì chị Lê Chiến, ông chính thì cô Tư Anh lại vậy cho. Bà chạy ra coi coi con lại vậy chưa. Giữ đơn bữa mình. Dạ, giữ đơn bữa mình kia lại coi chắc mẹ điện lại không được nữa nè. Lại đi anh. Đang quay quay nó điện rồi nè. Tạm điện tạm điện tạm. Rồi rồi giờ này lên lấy cái đầu quỷ đơn, cái đơn 4 triệu mấy nè. Ông chính cho cô Tư. Ông chính cho Lê Chiến bắt phía rạng dưới rạng dưới. Ê Tâm ơi, hẹn lên xe cho Tâm. Hẹn lên xe cho. Ê ê. Mừng quá. Ê bây giờ cũng con quỷ dùm vậy cái đơn mà bà cái gì Phạm gì mà đơn 4 triệu mấy á, cái đơn bự nhất luôn á. Con Phạm. Ờ chị tự quỷ nha, chị tự quỷ nha. Rồi. Rồi giữ lại nha. Bây giờ ngoại chị mất về quê rồi. Ừ hơn quá. Không chính với chị Liên Đặng. Ừ tính đầu giờ này lên xe tính chơi mình. Có cọc cạc cái gì không biết nè cô Phạm. Rồi ship bao nhiêu? 25 ngàn. 25 ngàn ship nè chị. Dòn đơn nghe gái đúng rồi, ok. Là đơn Phương Phạm hay cân đơn 4 triệu mấy đó nghe. Ừ, đúng rồi, chị quỷ không được, cứ quỷ như vậy nghe. Rồi, cảm ơn cân. Rồi, cái này là không mấy nhận hàng rồi, đẹp lắm. Dạ, cảm ơn chị Bùi Hồng Thanh nghe. Bộ này là 09 rồi mẹ. Rồi, ra đấy bộ này chốt 09 rồi mọi nghe, 09 giùm em. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi có đơn ở đây biết gì từ xíu không đây? Gần 200 á. Đây gần 50 bộ đồ lận. Bắt cọc có 100 mình cũng lỗ đi. Rồi ai lấy bộ này chốt giùm em mọi người nha. 09 mấy chị ơi, 09 giùm em nè. Số 10. Phú Thuận ship nhiêu chị? Cũng 25 ngàn chị. Mà chị muốn bà muốn rẻ không? Bà Phú Thuận chỗ nào? A, B, C. Đó, chị gần bánh đò không? Chị xài xuống bánh đò đi. Em giao chị khỏi tính tiền ship luôn. Nói chị xuống bến đò cho lấy. Chị chịu không? Ở tính tiền ship. Bảo Phú Thuận chỗ nào? Em bên chợ Giàm. Đây là ngang em là Phú Thuận. Đây Phú Thuận A, Phú Thuận B gì nè đó. B, A gì đó. Ừ. Rồi cái này hả chị? 60 đó lại à. Rồi mã 10. Ai lấy 10 comment 10 giùm em. Có nè chị Lê Chiến với mã 09 này. Chị Lê Chiến ơi. Rồi mã 10. 45 đổ lên 6 bên cái bằng đẹp mùa nghe. Chứ mã 10 giùm em à. Mã số 10. 10 mấy chị. Nó 09 thì còn nhóc rồi chị. Bà muốn lấy mấy bộ? Đây, 09 nè. 09. Đó. 10 cho chị Gia Quy giỏ 10 nè. Rồi 09 thì còn rồi nghe mấy chị. Chị nào vô ta không coi được tao lúc này coi lại em nha. Rồi 10 mấy chị 10. Đó. Chị nào mà muốn tao ít tấm hình ship thì nó, mọi người lợi lấy thì nó sẽ thẻ hình ship mọi người nha. Rồi 11. 45, 60 kế bằng đẹp 11 giùm em nè. 105 ngàn bộ ngựa nghe. 11 11 chị ơi, 11 giùm em. 11 11 11 có cục vàng nha. Nó lấy 11 cho 11 10 nè. Rồi 65 ký đã giảm mới lên xong luôn á. Chị chưa nghĩ là giảm lên. Không, mẹ có xe lớn chị ơi. Rồi này là 02. Đó 02 màu sữa nè. 02 màu sữa mọi người nha. 02 giùm em. Rồi bỏ này chị nào chết mã 12. Mã 10 cho Trung Trần. Rồi 45, 60 kế đẹp 12. Mã 10 cho chị Hải Sobin. Rồi lấy bộ này quay 12 mọi người nha. 45, 60 kế đẹp 12. Mã 10 cho chị Chính Dông. Ok Chính Dông có mã 10. Rồi giờ lấy bộ này quay 12 mới chơi 12. 12 giùm em mấy chị gái nha. Rồi 66 ký nãy giờ em mới lay qua luôn, không biết còn con nào 66 ký không nữa. 11 thì chị bị chỉnh mũ. Rồi mấy chị ơi, này 12 nha. 12, này 11. Đó, 6 mà. 11 là con này nè cơ. Đây 11. Rồi, chị mới vô coi hả? Tàn ơi. Không biết 65 ký còn không nữa, nãy giờ lay quá trời luôn rồi chị Quỳnh ơi. Rồi, 02 giúp chị Quỳnh Ngọc 02.
Rồi chục vàng rồi chốt comment mã luôn rồi nha. Rồi đưa chị cái hồng bắt thăm đi chị ơi. Ơi mã rồi cái mã này đã nói nha. 02 chị Hoàng Nguyễn Trọng Thủy có 02. Rồi bọn này mã 09 mấy chị nha, 09 nó có ngôi sao đẹp lắm. Rồi 09 giùm em nha, lấy 09 giùm anh 09 mấy chị. Đó, quá đẹp luôn 09. 09 nha. Ngủ dây rồi có chị có. Rồi mấy chị nghe cái cổ hiểu không? Bọn này 65 đó lại mấy chị bạn đẹp nè. Rồi trái mã 442. Đó. 55 đủ lên nha. Không, cái này 65 không vừa, 62 thôi. 55 62 chứ đẹp chứ mã 445. 445 giùm em nha, lấy 445 chứ 445 giùm em. Đó. 445 mấy chị gái nha. Rồi chị Giao Quy Võ có phiếu rồi. Chị Giao Quy Võ có phiếu rồi nha. Rồi, đây mấy chị. Quá đẹp luôn. 55 62 chứ đẹp nha, lập thể vàng. Lập thể vàng nha mấy chị ơi. Chị điện cho tâm được rồi nghe lỡ rồi. Rồi lên tên chị, bữa đó em có lên rồi đó chị Ngọc Lê ơi. Rồi lát mình nói chị gái nghe comment là thể vàng. Rồi bây giờ em sẽ bốc thăm cho mọi người nghe, bốc thăm. Còn kiểu hai cổ hai lá không, cổ hai lá còn bộ đó chị mới vừa qua đó. Còn thì em xíu xíu vậy. Chị Nhân Thanh có biếu rồi. Rồi mọi người nghe, ổn thì xíu này đẹp quá thôi. Làm gì mà đẹp dữ vậy? Làm con ngăn thì nó nhùi như cái nồi vàng mà con thấy nó xíu đẹp quá mọi người nha. Ôi ôi mấy chị nghe. Rồi mấy chị gái nha, nè thể lệ cuộc chơi của chúng ta như sau. Mỗi ngày em đều câu like để tặng quà 445 chúc chị Liên đặng nè. Mọi người chia sẻ mọi người nghe nó, bấm thích like chim và chia sẻ cái like chim là có cái xíu mọi người nha. 63kg cao như chiều gục, 63kg cho em có chiều cao, nếu có chiều cao là bạn vừa. Đó. Chị Thúy Nguyễn ơi, nếu mình 63kg mình cao bạn vừa nghe, thấp bạn vừa. Rồi 12 gửi luôn khỏi gọi. Cảm ơn chị Hoa Nguyễn Thân Yêu nè. 12 dòng đơn gửi luôn khỏi gọi. Rồi ok Quỳnh Như. Rồi mấy chị yêu nha. Đây. Đó. À, lập thể vàng cho chị Quỳnh Phụng. Ok. Ok chị Quỳnh Phụng có lập thể vàng. Rồi cục vàng. Mấy cục vàng ơi. Đây mấy chị nghe quả đẹp không? Chơi đó là công bằng mấy chị nghe. Mọi người có chia sẻ là có phiếu. À, chị Trung Trà Trung Rằng một phiếu phải không? Rồi ok chị yêu nè. Rồi bà Đặng Khoa Nam nè. Ok Đặng Khoa Nam mất tiêu ta. Đặng Khoa Nam mất tiêu rồi. À 445 là phải bộ này không? 445 chị đặt qua 445 đó. Ờ đó đó đó. Ờ cái này. Ờ cái đó 445 đó. Rồi bà phải vàng bộ này nè. Rồi Ngọc Lê chia sẻ lên mới được. Lên ống rộng 57kg hả chị? Ok đợi em xíu. Đợi em xíu nha. Đặng Khoa Nam nè. Đặng Khoa Nam một phiếu nè, ok nè. Rồi chị Bích Loan Võ nè, ok nè. Chị Mai Giang nè, Mai Giang một phiếu nè, Đặng Khoa Nam có phiếu rồi. Chị Bình Phụng hả, để em coi chị Bình Phụng có chia sẻ chưa. Mọi người có chia sẻ mới được nha. Đúng rồi, 445 là cổ hai lá, chính xác luôn nha chị Cục ơi. 445 là cổ hai lá. Rồi ok, ừ, giá trời cho gió thổi lên nha. À, chúng tên hạnh phúc là mình lụm quà ngay. Rồi mấy chị nghe con em làm thơ cho mất cười. Chị Phạm Nhớ ha, ok Phạm Nhớ nè. Chị Quỳnh Phụng có chia sẻ nè, chị Quỳnh Phụng một phiếu. Quỳnh Phụng một phiếu nè. Ok Ngọc Ngọc một phiếu, Phạm Nhớ một phiếu. Chị Như Thanh có phiếu rồi. Đó. Ok chị Huệ Tám, chị Thiện Như nè. Chị Võ Thị Thắm, Võ Thị Thắm là có phiếu đầu la luôn á Thắm ơi. Thắm là cái người là đầu tiên. Đó, đầu tiên xung phong luôn. Rồi đủ hoa mấy chị nghe rồi. Quà tự chọn, thích món nào lấy món đó. Thích món nào lấy món đó mọi người nha. Quá đẹp không. Thôi mời rồi quá xuống đây chị tao bán cho bằng mũi cho 300 ngàn. Được không? Xuống đấu giá hả? Xuống đấu giá đi, chèo đi, chèo xuống đây đấu giá bằng mũi tiếp tục. Rồi tiếp tục chương trình mọi người nha. Nói vậy nè, em còn bộ rồi nè. Chị nào thích hồi mấy chị thích thì phải lấy bộ này luôn. Bộ thiết kế hiện theo 125 ngàn bộ nè. Rồi còn size này nè, 55-56 cái bằng đẹp nha. Bộ này 125 ngàn á. Chị nào bạn vừa thì lấy bộ đồ luôn cũng được nè. Rồi mấy chị, ồ mấy chị nghe thì làm gì là mình đâu có thấy tên ai đâu mọi người nghe. Rồi bắt đầu bóc nè. Con số gì ra mà con mấy gì đây. Quá hồi hộp mọi người nghe, mấy chị hồi hộp không, cái em hồi hộp quá. Hồi hộp quá, hồi hộp rồi mấy chị ơi. Ai đây? Đây, ai đây? Mở ra, mở ra.
Nguyễn. Chị Thí Nguyễn còn đó không? Đừng nói bà Thí Nguyễn vậy, bà đi ngủ đi nha. Thí Nguyễn ơi còn đó không? Thí Nguyễn ơi, bắt đầu mình lên lụa lụa mango nha chị gái nha. Lên lụa mango. Rồi chị Thí Nguyễn nè, sóc mạnh lên. Trời ơi em sóc tan nát rồi, cô đủ luôn rồi đó. Rồi bộ bộ cam này 125.000 đấy, cam chút cam. Rồi Thí Nguyễn còn đó không? Nguyễn Thí, Thí Nguyễn. Trời ơi mấy chị nghe, chị Thí Nguyễn có đó không? Chị Thí Nguyễn ơi. Ủa tới giờ mà các bạn còn không hết rồi. Rồi mango thứ em mặn đầu lai mọi người nha, 45-55 cái bằng đẹp mọi người nha. Mấy chị quay lại mã 1 nè. Rồi 45 đổ lên, 55 cái bằng đẹp mọi người nghe chứ, mã 1, mã số 1 chụp đầy dùm em đó. Dập đi không biết còn bộ nào 65kg không nữa nè. Rồi mango hả. Rồi bộ này mọi người nghe, 45-55 cái bằng đẹp mã 2. Wow bộ hồng này đẹp cực kỳ luôn á trời. Bộ hồng này là xinh đẹp người nghe. Lấy hai cầm bên đây em nè. Lửa mango quần chính thắt 99.000 bộ. 45-55 cái bằng đẹp mã số 2. Ai lấy hai chút hai giùm em mã 2. Còn cái này thôi. Ủa gì vậy? Gì vậy? Đây nè. Rồi lấy mango không dịch đi. Không thấy Thí Nguyễn ha. Rồi mấy chị ơi mã 2 có xe 3 luôn nè. Rồi ở đây bọn này chốt mọi người nghe 60kg nè, 55-60kg bằng đẹp nè, 322. Chị Ngọc Hạnh ơi, còn nó không bằng Ngọc Hạnh nè. 55-60kg bằng đẹp 322. Ngọc Hạnh ơi, 60kg nè Hạnh ơi. Rồi 55-60kg bằng đẹp nè, 322. 322 giùm em. Không phải chị Thí Nguyễn chứ là Thí Nguyễn ha. Thí Nguyễn số gọi là 282. Không phải chị. Chị là số điện thoại là 308, này số điện thoại là 282. Thí Nguyễn 282. Mã số 2 chị chơi vô giỏi mã số 2. Đây mấy chị nè, đó. Chị chính dòng nhiêu ký, chính dòng ơi. Chị chính dòng nhiêu ký nè, đây nè mã số 2, cái số 2 á. Số 2 à. Cái là số 2. 2. Số 2 là 2 đi nó. À vậy hả? Rồi, mã số 2 em hết nha. 55 60 ký bằng đẹp nè, 322. 55-60kg bằng đẹp mã 322. Ai lấy 322 chút 322. Rồi 45-55kg bằng đẹp người nghe mã số 3. Rồi dập đi em mới vừa lay qua luôn Kiều Trinh ơi. Rồi mango chín mắt 45 đủ lên, 55kg bằng đẹp nha mấy chị ơi. Mã số 3 giùm em nè. Mã số 3, mã 3 giùm em. Rồi em hết mã 2 rồi chị Cục ơi. Hết mã 2 rồi. Rồi rồi vậy là mình bắt qua mọi người nghe, bắt qua rồi thấy đi bay ơi, quần chín mắt như xanh lên đây. Rồi mấy chị trời ơi móc lên, móc lên, ai là người may mắn đây mấy chị gái nha. Rồi mấy chị ơi 60kg là mình mua xe 3 đây. Ai đây, hai cái tên. Rồi em xin chúc mừng chị Tiết Xe, Tiết Xương. Tiết Xương là số 116 đuôi. Xin chúc mừng chị Tiết Xương. Rồi rồi ok, Xương Nguyễn xếp lên nha. Rồi Tiết Xương có đó không? Rồi 45-55 cái bằng đẹp người nha. Rồi cái mã số 4, 45-55 cái bằng đẹp mã 4 giùm em nha. Ai lấy 4 chút 4 người nghe, số 4 với chị. Mã 4 giùm em, xin đẹp giùm em nè. Rồi 55-60 cái bằng đẹp nha, cái mã 323. 55-60kg bằng đẹp cho mã 323 giùm em. Quá đẹp luôn mấy chị nghe, mango quẩn tắt. Cái này em có size mọi người nghe, size 234 giùm em nha. Rồi ai lấy chốt mọi người nha. 323, 55-60kg bằng đẹp 323. Đây Ngọc Hạnh ơi 323 nha. Còn dập ly không? Còn nhóc hết trơn. Rồi 55-60kg bằng đẹp người nghe cho mã số 5. Nghe số ký nha mọi người nha. Rồi ok, số 4 thì 9 dòng. Rồi 55-60kg bằng đẹp nhìn em mấy chị nha. Rồi cái mã số 5 nè. 55-60kg bằng đẹp số 5. Xương đi tắt luôn rồi vậy hả? 323 cho chị Quẩy Chí Nhân Võ. Số 5 cho chị Ngọc Châu. Rồi 55-60kg bằng đẹp mã 6. Quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. 55-60kg bằng đẹp nha, mã 6 giùm em. Mã 6 nè, lấy 696 rồi để mất lại. Rồi 55-60kg bằng đẹp mã số 7 nè mấy chị. Ồ cái này là chị Ngọc Châu ơi, đúng đẹp. Xỉu.
xỉu nha. Ai lấy 7 chút 7 giùm em mấy chị nha. Mã số 7. Quần chính tắc mọi người nghe xinh đẹp em luôn. Ai lấy 7 chút 7 nha. Rồi, 7 thì chị Ngọc Châu 7 luôn. Rồi mọi người nghe. 55 60 kg bằng đẹp nghe cho mã 2 1 5. Mã 5 là màu gì đây? Mã 5 thì Ngọc Châu mới vừa lấy nó còn kìa. Mã 5 thì chị che đi rõ còn mã 5 luôn. Nằm dưới đáy nè. Rồi mọi người nghe, 55 60 kg bằng đẹp nghe cho em mã 2 1 5. 2 1 5 nghe, lấy 2 1 5 chút 2 1 5 vậy là bóc lại mọi người nghe, bóc tiếp nữa nè. Con số gì ra gì ra mà con mấy gì đâu? Mấy gì đây? Rồi mấy chị yêu nha, ai đây? Em xin chúc mừng chị Lữ Cẩm Giang. 2 1 5 thì chị Tiết Nguyễn. Đó, mã 7 là màu gì đây? Bò màu hồng đúng không? Còn, cho em số hội lên. Mã 7 em còn nghe, chị gì nè, cho số hội thì Thí Tâm. Thí Tâm có mã 7 nè. Đây chị, mã 7 nè. Đây, mã 7 nè, cho chị Thí Tâm, cho số hội em nè. Rồi, xin chúc mừng chị Lữ Cẩm Giang lần thứ nhất. Lữ Cẩm Giang lần thứ hai. Chị Lữ Cẩm Giang lần thứ ba. Rồi, người nghe, 55, 60 kg bằng đẹp, mã 74. 74 nghe đấy, 74 chứ 74 giùm em nè. 55 60 kg bằng đẹp mã 74. 74 với chị nha, đấy 74 chứ 74 giùm em. Rồi 55 60 kg bằng đẹp mã 41 mọi người nghe, mấy chị cổ đẹp không? Thấy trọng lên cho số hội Thí Trọng ơi. Rồi 41. 55 60 kg bằng đẹp mã 41. Ồ cái bông đen này mà chị Ngọc Châu ơi. Trời ơi cái số 3 đẹp quá. Rồi 55 60 kg bằng đẹp mã 8. Quá trời đẹp luôn mùa này luôn chị Châu ơi. Rồi lấy mã 8 cho mã 8 em mấy chị ơi. Đồ ơi đẹp nghiêng ngả luôn. Đẹp điên đảo thì đẹp, đẹp điên đảo em luôn nha mọi người nha. Rồi lấy bằng này comment mã 8. Rồi giờ là bắt lại nữa nè. Con số gì đây? Bữa nay cơ hội quá trời nhiều mọi người nha. Nhưng mà con mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy lần rồi. Vậy hả? Cái đầu rộng này nói gì rồi? Nhắn đi em gọi lại cho nha. Rồi mấy chị, chết mẹ bóc hai thăm luôn rồi. Bỏ lại thăm nha, bà nào xui nằm dứng nè. 74 chị Dung Đòn. Rồi em xin chúc mừng chị Cà Rốt. Cà Rốt, Cà Rốt nha. Đó, 74, ok, 74 chị Che đi giỏi có 74. Chị Che đi giỏi có 74 luôn nè. Yên xì, 74 chị Che đi giỏi. Rồi 199 ngàn bộ. Rồi em xin chúc mừng chị Cà Rốt. Chị Cà Rốt lần thứ nhất. 99 ngàn bộ nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào lấy bộ này cái mã 194 nè. 55 60 cái bằng đẹp 194 giùm em. 194 với chị nha. Đó, 194 giùm em. Cho số hội lên chị. Cho số hội lên là mình có đơn, không có số hội không có đơn. Mã 8 cho chị Nguyễn Liên. 194 cho mấy chị Anna Võ. Rồi 45 55 cái bằng đẹp nha mấy chị ơi, mã 9. Mã 9 giùm em. 45 55 cái bằng đẹp mã 9 nha. À, lấy 9 chút 9 mọi người nghe, mã số 9. Nghe chín em. Ôi ôi đẹp quá. Wow cái bộ đen đẹp ghê. Rồi 55 60 cái bằng đẹp mã 10. Quá trời đẹp luôn mọi người nghe. 55 60 cái bằng đẹp mã số 10. Chị nào lấy 10 chút 10 em, mã số 10. Rồi 45 55 cái bằng đẹp 11 nha. 10 cho anh Na Võ luôn. Rồi 45 55 cái bằng đẹp 11. 11 giùm em. Rồi 55 60 kg bằng đẹp 12. Đó, 55 60 kg bằng đẹp mã 12. Rồi ok, chị Gia Quy giỏi nha. Rồi mấy chị ơi, vậy là bắt thêm lần nữa nè. Dạ quần kính mắt không nghe cho Anna ơi. Này quần kính mắt nha. Rồi mấy chị nghe, trời ơi còn cơ hội nữa. Chị bữa nay đó bốc đã luôn, bốc đã luôn. Rồi em xin chúc mừng chị Hoàng Kim Khánh nè. Hoàng Kim Khánh. Chị Hoàng Kim Khánh lần thứ nhất. Đó, Hoàng Kim Khánh lần thứ hai, dòng họ Hoàng Kim Khánh trong đây đông nè. Rồi Hoàng Kim Khánh lần thứ ba. Đó, rồi chị Hoàng Kim Khánh có đó không? Rồi 45 55 cái bằng đẹp người nha. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, sọc caro nè. Rồi mấy rồi Phi? 13. Rồi 13 giùm em.
99 ngàn bộ nghe, quần chỉnh tóc mấy chị nghe nè, mấy chị mở mặt nè, 45-55 chứ đẹp, 13 giùm em, 70 kg hả chị, 70 kg không có mình cái mình gỗ số 5 á. Rồi 55-60 kg mình đẹp 16 lộn 14, 55-60 kg mình đẹp 14 bộ, con bò này quá đẹp mọi người ơi, con bò cực kỳ dễ thương luôn. 55-60 kg mình đẹp 14 hả chị nha. Rồi giờ này kia không có ai hết trơn rồi, ráng mai mốt chị hết bệnh viêm màng túi chị mua tiếp em. Nãy giờ 14 của chị Ngọc Châu. Rồi còn có chưa ta, có ai chưa? Đang biết mất không? Ok, Hoàng Kim Thánh có rồi. Rồi xin chúc mừng cho Hoàng Kim Thánh nè. Rồi Hoàng Kim Thánh có nghe mọi người nha. Rồi 14 là 14 là con nào đây? Bò vàng nè. Chị Trọng thấy Trọng ơi, nó nghe nè, bên em bán hàng
mọi người cho số điện thoại mình, nó có hóa đơn trong đây, nó chuyển cho số điện thoại á, tới chiều là mình thấy giúp học hóa đơn mọi người nghe, khi mà chị cho số điện thoại là cái bộ đồ đó hết luôn rồi. Vậy đó nghe cục vàng nha. Đó bên em á là xác đơn theo số điện thoại, mà chị không cho số điện thoại là tụi em không có làm đơn được, nên không có lấy đơn. Ba bộ nó giống một bông mà nó ba màu nha, bà có muốn đổi thì em mở ra đang chốt với chị kia chứ gì hết trơn nha. Đó rồi nè, bây giờ chị lấy mấy bộ nó, chị lấy ba bộ là có một bông đó. Đó, chị đặng biết chị mấy thì nói gì em chốt qua cho chị chay ghi rõ nè. Đó, 30 bộ 99 nghe. Nãy giờ em được gì chị không biết luôn. Bà được bộ nè. Bà được bộ mã 7 đó mà không cho số điện thoại nè chị. Đây. Bà được bộ mã 7 mà không cho số điện thoại nè. Bi vàng chút chị chay ghi rõ bộ bi vàng nè. Rồi quyền trang đi rồi. Ok, đưa bộ bi xanh lại chị đây. Rồi có 52kg luôn. Rồi lấy bộ này comment 169 mọi người nghe, 55-60kg bộ này 169. Rồi lấy bi vàng, chút bi vàng đây nè, bi vàng. Rồi bi xanh này đẹp quá, 55-60kg bằng đẹp bi xanh. Bi xanh giùm em nha. Rồi giờ chị Ngọc Hạnh lấy mã 22 thôi phải không? Rồi lấy mã 22 thôi phải không? Vậy là chốt 21 thì chị chay ghi rõ, với mã 20 chị chay ghi rõ nha thi. 20-21 chị chay ghi rõ hết, bấm thân thôi chị ghi rõ phải không? Chị được một bộ mà không cho số điện thoại là 99.000 bộ nha. Rồi lấy bộ này comment bi xanh, 55-60kg bằng đẹp bi xanh. Ok, chung trần giao luôn hỏi gọi, cảm ơn chị Dung nè. Rồi 45-55 cái bằng đẹp em nè. Cái mã 24. 45 đủ lên, 55 cái đẹp người nghe, 24 giùm em. 24. 24 bây giờ chị mua mấy bộ cũng phải cho số hỏi cho, không cho số hỏi cái gì mình không có đơn đó chị ơi. Giờ bà mua 10 bộ của em cũng không bấm đơn nữa, tại vì không cho số hỏi là không có bấm đơn chị ơi. Rồi 55-60 cái bằng đẹp nghe, mã 203. 55-60 kg bằng đẹp 2203. 24 cho thì thu kim. Rồi mấy chị hiểu nha. 55-60 kg bằng đẹp nè, cái mã 203. Đó, 203 giùm em. Mang gồm nha chị Anh Thư Nguyễn ơi. Rồi giống y chang em mặc hôm nãy mà mấy chị đòi hỏi nè, có tay cái có đơn nè. Ơi hôm nãy chị nào kêu lấy thêm màu nào cũng được, bộ kiểu này nè thôi. Nè để cho đi. Nãy lúc mà con logo á. Ba lô phía sau 99.000 nha chị Hòa Kim ơi, nhớ. Rồi mấy chị, 55-60kg bằng đẹp em nè. 25 okay. Lộn, 45-55kg bằng đẹp mã 25 nha mấy chị nha. 45 đủ lên, 55kg bằng đẹp 25, mấy chị mấy cái thanh nè, đẹp lắm. 25 70kg là có cái mẫu khác thì cục vàng thôi. Rồi 55-60kg bằng đẹp mã 26. 55-60kg bằng đẹp 26 mọi người nha. 26 giùm em. 25 chúc cho chị cho bé Thảo Thảo. Rồi 45 đủ lên, 55-56 cái là vừa. Rồi cái mã 27. 45 đủ lên, 55-56 cái bằng đẹp nha, 27. 26 cho phu kim. Rồi 55-60kg bằng đẹp người nha, cái mã 28. Đó, quần chính tắc mọi người ha, sọc đẹp quá. Rồi 55-60kg bằng đẹp mã 28. 25 em hết rồi chị Dung Đoàn thôi. Rồi 45-55kg bằng đẹp người nha, 29. 28 khu kim. Rồi chị lấy comment 29 giùm em. 45 đủ lên, 55kg bằng đẹp 29. Bộ vàng này bao mấy nè? 26 nè. 203 chị Trần Bích Văn, sao nguy hiểm nè. Không bắt máy giữ trang nữa, canh máy nha. Hoặc là chị nào khách quen á, có địa chỉ thì cho tụi em gọi luôn, hỏi gọi nha. Rồi 25 hết 25 rồi. 27 chứ chị che như vỏ. Ok. 26 chị còn bộ với chị nghe, 26 chị vàng nè. 26 chị còn bộ nha. Ồ, bộ này quá đẹp mấy chị. Wow, bộ này siêu sang luôn. 55-60kg bằng đẹp em nè. Rồi, mã 29 thôi. Cho mình coi được không, có gì chị. Rồi đó bạn. Nè em chị. Tao đọc nó mấy đi. Chị đọc 29. Chị 30. Rồi,
vàng bi đen 65 kg, cho em bi vàng bi đen hả? Vàng 65 kg là chạy đàn đem lên cho chị cái 65 nè. 30 cho thông kim là chạy 65 kg là chạy, mà không lấy bi vàng chứ cho bi đen hả? Cho em bi đen nè, đây nè bà chị Quang Nguyễn Thị được bộ bi đen nha, chứ có thấy bi vàng à ngoại ơi, có thấy bi vàng nha, có bi đen rồi đó. Ừ à, ok chị Hoa Nguyễn nè. Sập toàn thân cho chị Hoàng Kim Khánh. Bi đen cho Thu Kim, bi đen luôn nè. Bi đen là số bự nha Thu Kim nha. Bi đen là 65 kg nè baby nha. Mango không à chị ơi. Em mặc mango, đang lai mango luôn. Đang lai mango bỏ 70 kg nè, đợi em xíu. Rồi ai chị Thí Trọng ơi, nếu mà thật sự mình muốn mua hàng á, chị cho em số điện thoại lên đi. Làm gọi em góp đơn cho mình nha. Chị em cho số điện thoại rồi cho em bấm đơn được. Rồi 55-60 kg bằng đẹp nè, 31. Quá đẹp mọi người nha, quá đẹp lắm. Quá trời sang mọi người nha. 55-60 kg bằng đẹp 31. Rồi đây 65 là chị bọn con ơi. Đây 60 đổ lên, 65-67 lại vừa mã 32. Trời ơi, có hoa cam đẹp không. Rồi 32 nha, ở đấy là comment 32. 32 giùm em. 30 là bộ nào thôi. Bộ đó nè. Không, bộ đó không có trùng, không hoa nên vui hết rồi, không có trùng. Có, chị Hoa Nguyễn có nha. Chị Hoa Nguyễn có, chị Nhiên Trần cũng có. À, chị Phan Hiền mã 31, ok. Dạ, em đăng lai là 99.000. Chị Lê Mỹ có gì ạ? Cho em xem bông xanh 65 kg đây nè, bông xanh nè. Đây, bà con bộ này phải không? Tàu bộ này đẹp dữ lắm. Rồi, muốn lấy số điện thoại cũng đâu có dễ. 60 đổ ra. Muốn lấy số điện thoại của chế đâu có dễ, đâu có dễ. Rồi mấy chị 60 đổ ra, 67 là giờ. Không phải như là 33. Rồi 33 mọi người nghe, 60 đổ lên, 65-67 là giờ 33. Rồi ok, cảm ơn chị Giang Nguyễn Thị. Mọi người khách mới á, nhớ nghe giùm em cái điện thoại lần đầu tiên nha. Mấy chị nghe, đúng chị rồi. Rồi số ký chiều cao của chị vậy đó. Thích bạn ngơm, bạn rộng như đó lần sau em lấy y chang như vậy đó nha. Nó là khi mấy chị nhận hàng, mấy chị bạn thử, nếu mà ok thì mình mua y chang cái size như vậy, rộng hay là chặt thì mọi người báo bên shop em, lần sau mình mua cái mình đổi size qua mọi người nghe. Nhớ nghe nghe máy giùm em lần đầu tiên đó. Rồi 31 mình còn không mấy bạn? 31 cho ai chốt nè. 31 cho Phan Hiền rồi, hết 31 rồi. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại giường người nha. Cái mã 34. 60 đổ lên, 65-67 lại giường 34 mọi người nha. 34 giùm em. Quá đẹp luôn, mã 34. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại giường 35. 33 cho chị ăn lần đó. Vậy nào quen mấy chị kêu cho nó đi luôn, khỏi gọi đi, mất thiệt không có công gọi mấy chị phải không. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại vừa 35. 35 giùm em. Bộ này đẹp rồi mấy chị. Wow. Quá đẹp luôn. 55-60 kg bằng đẹp nha. 36. Có ba lô màu nâu nghe chị ơi, có ba lô màu nâu. Rồi 55-60 kg bằng đẹp nè. 36. Wow, cái chữ đẹp quá, chữ màu sữa nghe. 60 đổ lên, 65-67 lại dừa 37. 34 chị Huệ Chí Nhân nhỏ. Nhập ly xe lớn em không biết còn không, cái này 1.000 ơi. Ok anh yên tâm, bên em mà không trừ phi chị nào bán, chứ mấy chị khách mà lẽ là không bao giờ chốt trùng. Chốt trùng chi, 1.000 ơi. 36 dùm nơi cho chị Phan Hiền. Rồi 60 đổ lên, 65-67 đẹp người nha. 38 là cục vàng ơi. Đó, có 100 là mô phạt 99.000 thôi nha. Mango xịn luôn. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại dừa. Cái mã 38. Cái này đẹp quá. Rồi 55-60 kg bằng đẹp 39. 39 giùm em nha. Ở đấy 39 cho 39 giùm em. Ok chị Dung Đòn. Rồi chị nào lấy 39 cho 39 mọi người ơi, quá đẹp. 55-60 kg bằng đẹp 39. Ok, cảm ơn chị Kim Nguyễn Thiên. Rồi, cảm ơn chị yêu nè. 36 mến nha. Rồi, 60 đổ lên, 65-67 lại vừa. Chính trụ, đẹp lắm Mỹ Ly ơi. Đẹp mà tôi nói nha, nãy giờ tôi muốn xỉu mấy bạn rồi mà chưa kịp xỉu nữa nè. Rồi, 39 cho chị Phan Tiền. Ok, Dung Hà Kim. Rồi, 60 đổ lên, 65-67 là đẹp dùm em nè. 40 mọi người nghe, 40 dùm em. Rồi 60
bông này mà nó phối cái này đẹp thứ gì chịu nổi trời. Rồi 41 giùm em. 60 đổ lên, 65, 67 đẹp người nghe, 41 giùm em. 40 chút chị Lài Trần à, chị Lài Trần nãy giờ đợi cái bông đó đúng không? Rồi, chị nào lấy chốt người nghe. 3 chiếc mới rồi chị Dung Đoàn ơi. Rồi 55, 60 cái phần đẹp nè. 41 chị Huệ Chiến nhân nhỏ nghe. Đó, chút xíu lên, chút xíu lên. Rồi cái này 42, 55, 60 cái phần đẹp 42. 391, ok. Rồi 55, 60 cái phần đẹp nghe. 55, 60 cái phần đẹp 43 phải không? Rồi đây 43, 43 nghe chị ơi, 43. Chị Thắm Quỳnh. Rồi 55, 60 kế bằng đẹp nha. Rồi cho mã 44, 44 dùm em ha. 41, 41, 41 còn không? Rồi hết 41 rồi chị ơi. Đẹp điện thoại chút xong là ok. Không nha chị yêu ơi, chị yêu Dung Đoàn 2 bộ rồi. Chị Dung Đoàn 2 bộ. Rồi mấy rồi thôi. Trời ơi, bộ nữa đẹp giả mang luôn, cục vàng thôi. Rồi 37 mình còn không? Còn 37 chút cho chị Kha Hoàng. Cánh tiên, cánh tiên không à, đây nè, bộ đẹp quá. 55, 62 cái bằng đẹp này như thế. Mẹ này lấy nè, bút bà nè. Rồi chị nào lấy bằng comment 45. 55, 60 cái bằng đẹp ngồi nghe chứ mã 45 mấy chị, bộ này quá đẹp luôn à. 45. 41 em mới rồi cục vàng ơi. Rồi mấy chị, đó 55, 62 cái bằng đẹp 46 giùm em nè. Wow luôn, cái bằng quá đẹp luôn. Rồi chị nào lấy bằng này chứ mã 46 nghe chị nghe. 46 giùm em. Cây này quá đẹp luôn mấy chị. Rồi 46 chứ bà anh na giỏ nè. Rồi 55, 62 cái bằng đẹp nè, 47 à. Quá trời bộ này, mấy bộ này đẹp rồi. Rồi lấy bài quên 47 giùm em. 55, 62 cái bằng đẹp 47. 47 giùm em mọi người nghe. Rồi 46 em hết rồi. Rồi 55, 62 cái bằng đẹp mọi người nghe, 48. 47 chị Quỳ Chiến nhân giỏ nè. Rồi giờ lấy 48 chứ 48 mọi người nghe. 48 giùm em. 45 chị che đi giỏ nè. 47 hết 47 rồi. 47 đâu lại thêm mất chừng không? Đen đen rồi. 47 hết rồi người ơi. 47 hết rồi. 48 chị Ngọc Châu. Rồi chị nào lấy phần này có mã 49 không đây. Rồi 55, 60 cái này 49 mọi người nha. 49 giùm em. Ở đây 49 chứ 49 cho chị gái hả? 49. Qua wow, rồi thở ra mấy chị. Rồi 49 cho chị Quậy Chiến nhân nhỏ nè. Rồi chị nào lấy bà này qua 50. 50, 55, 60 cái mà đẹp mã 50 mọi người nha. Quá đẹp luôn 50. 50 giùm em. 47 em hết rồi. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp người nghe. 51, qua wow, còn bằng đẹp không? Quá xuất sắc mọi người nha. Đó, 51 thì em. 55, 60 cái bằng đẹp 51. Rồi 51 thì chị Ngọc Châu. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp nha. 52. 52 mấy chị yêu nha. 52. Rồi 51 em hết. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp chữ đen. Chữ đen mọi người nghe, ở đó chữ đen, chấp chữ đen. Rồi chữ đen giùm em mấy chị, chữ đen. Chữ đen 48, 49, 50 chai chốt không? 50 chị chê vô vỏ. Chữ đen cho bà Mai Giang. Chữ đen cho Mai Giang. 50 là bọn chị thôi. Qua wow, mấy chị, đây là phải nè. 51.
năm mới không? Rồi mọi người ơi, đây đẹp không? Wow, cái lập thể màu tím luôn. 55-62 chứ không đẹp nè. Rồi cái mã 53 mấy chơi 53 giùm em là lập thể màu tím luôn. 55-60 chứ không đẹp 53. Quá đẹp luôn 53. Rồi 55-60 kiếm bằng đẹp người nghe 54. Quá đẹp mấy chị ơi. À lấy 54 chút 54 nha em nghe mấy chị. Sọc ca rô màu xanh luôn. Đó mango đẹp mọi người nghe 54. Đó 70 kiếm từ từ em lên nghe cục vàng ơi. Rồi ủa mấy chị cái tim màu xanh đã đẹp chị lắm em luôn. Rồi 55-62 kiếm bằng đẹp nè. Rồi cái mã 55. Quá đẹp ha. 53 cho thắng mình. Chữ em mới là chị ơi. Rồi 55 giùm em. 55 chị Anna nhỏ. Rồi mấy chị 55-60 kiếm bằng đẹp mã 56. Cũng là lọc phẩy nhưng mà con nó khác nè. Đó khác mọi người ha. 56 giùm em à. Quá đẹp luôn mấy chị ha. 55-62 kiếm bằng đẹp 56. Lấy bộ hồng phía sau em. Ok. Lấy bộ hồng này nè. Sao chị dung gòn. Rồi bi đây mấy chị. Ủa cái bi này biết rồi. Ủa cái bi màu à cặp ơi mấy chị. Rồi 55-60 kiếm bằng đẹp nè. Rồi 56 thì chị cắt tường. Rồi lấy bài này qua 57 mọi người nha. 57 giùm em. 55 hả? Em 55. Hết 55 rồi chứ ơi. Rồi ok nè 57 cho bà anh ơi giỏi mẫu 57 nè. Này 57 mọi người nha. 57 giùm em. 57. 56. Lập thể. 56 em hết nha. Rồi mấy chị ơi 58 giùm em nè. 55-60 cái bằng đẹp mã 58 chị gái nha. 58. Rồi 55-62 cái bằng đẹp 59. 99.000 nha chị Cát Tường ơi. Mango. Mango cao cấp đẹp chị ơi. Rồi lấy bằng đẹp 59 mọi người nha. 55-60 cái bằng đẹp 59. Rồi mấy chị gái nha. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mã 60. Là phải 67 cái hình như nãy có. Mà mới giờ nằm đâu thì nãy có lan cây xuống mượn không? Nào xuống hả? Rồi 55-60 kg bằng đẹp người nha. Chứ mã 60 không ạ. 60 ai để em lên số 4 cho. 65 kg. Đây 65 kg thì chị hôm nay có nhớ không mọi người phải không ạ? Ai lấy cái gì? Đây 65 kg nè. Rồi chị nào lấy bọn này chứ mã 285. 60 đổ lên 65-67 lại vừa 285 nè chị Mon Mon ơi. Đây 285. Đó, số bự nè chị. Rồi, mã 6 giùm em. 6 mua đổ lên, 65-67 lại vừa mã 6. Mã 6 giùm em nha, tay dài cũng có chị. Rồi mấy chị, ai lấy comment mã 6 giùm em nha. Mã 6, quần chính tắc này chị Lê Lan nha. Quần chính tắc. Rồi, mã 293. 6 mua đổ lên, 65-67 lại vừa 293. Cái này là đẹp lắm chị Mon Mon ơi. Quần chuẩn chính tắc mọi người nha. Mã 6 chị Mon Mon. Ok chị Mon Mon có mã 6 nè. Đẹp lắm chị. Cái vải này là nhận về là ghiền. Rồi mã 295. 6 mua đổ lên 65-67 lại vừa 295. Đó chị nào lấy 295 comment 295 giùm em. Mã 6 em hết rồi. 285 cho Thu Kim. Ok Thu Kim có 285. Đây 285. Lấy chị 3 bộ có để gì. Ok chung đòn. Rồi mấy chị 282. 6 mua đổ lên 65-67 lại vừa 282. 282 mấy chị ơi 282. Rồi không biết em có thời gian mới lên nha chị Cát Tường ơi. Lấy bộ em cầm là mã mấy từ ngàn comment cái mãi em ơi chị Mon Mon đi giấu em ơi. Rồi mã 297 này chị trộn màu xanh đẹp ơi. Cái màu xanh này siêu đẹp người nha. 6 mua đổ lên 65-67 lại vừa cái mã 297 mấy chị gái nha. Đó, mango siêu đẹp luôn mấy chị nha. 297 giùm em. Comment cái vải giùm em đi chị Mon Mon ơi. Lấy bộ em cầm à, lấy bộ này phải không? Cái phối gì phải không? Lấy chị bộ phối à, bộ này phải không?
phải không chị? Phải ok em nè. 282 chị Thảo Mai Thảo. Ok, 282 chị Thảo Mai Thảo nè. Rồi, lấy bộ vàng. Nãy đâu bộ vàng này con coi nè. Rồi, vậy là chị lấy bộ nào? Chị Minh Môn ra cái bộ bi vàng phải không? Hai bộ bi vàng này là mã 295. Bộ bi vàng là mã 295 nè. Rồi, cái bộ gói là mã 293. Đó, lấy hai bộ này đó là ba bộ đúng không chị? Đẹp lắm. Nói chung là chị nhận về là chỉ có bao tiền thôi. Rồi ok, vậy là hai bộ nè. Ok chị Mon Mon hai bộ này. Rồi hai bộ này cho chị Mon Mon. Ok chị Mon Mon hai bộ này. Rồi ngồi nghe 291. 6 mua đổ lên 65 67 là vừa 291. Rồi ok chị Mon Mon lấy hai bộ chị gọi vừa coi. Rồi 6 mua đổ lên 65 67 là vừa 291 người nha. 99 nhận bộ 291. Bộ đang mặc là 105.000. 105.000 đang mặc giật đi mang gồm. Rồi 55-60kg bằng đẹp. Quá đẹp người nha. 55-60kg bằng đẹp nữa. Chị ơi cho em mã 60. Mã 60 giùm em nha. 282 có số 2 đó cho chị. 282 là bộ này nè. À bộ đó đó hả? Có số 3 đó cho chị nè. Có luôn. Đây 282 có số 3 lấy cho chị nè. 282 là có bộ màu xanh đó không ơi. Rồi ok chị Dung Đòn. Đây đó có màu xanh số 3 luôn. Một vàng thôi rồi. Nó vô kẹo luôn chị một coi. Rồi, chị nào lấy bộ này cho em mã 60 nha. 55-60kg bằng đẹp nè, mã 60 giùm em mấy chị. Quá xuất sắc luôn, mã 60. Dập ly em mới lên nãy thì cục vàng ô. Ôi, bộ này quá đẹp luôn mấy chị. Rồi, 55-62kg bằng đẹp mấy chị ơi, 61. Mã 61 giùm em nè, lấy 61, cứ 61 mọi người nha. Quá trời đẹp, bộ cái đỏ đô mấy chị nha. 55-60kg bằng đẹp 61. Rồi con này con siêu đẹp đó nè. Mã 178. Quá trời đẹp luôn mọi người nha. Rồi 55-62kg bằng đẹp mã 178 dùm em. Rồi chứ lấy bộ này con em mã 178 đó chị nha. 178 dùm em. Siêu đẹp 178. Mã 60 chị Trần Bích Văn. 67kg hả? 61 chứ chị Cát Tường. Ok. Rồi mấy chị ơi, mã 164. 55-62kg đẹp 164. 164 dùm em mấy chị gái nha. À, mã 60 có em gồm coi. Không có rồi, một vàng thôi. Nè, chị nào kêu 67kg là phải không? Cũng là chú ba. 61 rồi nè. Rồi mã 61 chị Mỹ Võ nè. À ok chị, ok. Rồi 61 em hết nha. Bao nhiêu bộ? 199 nè. Nhập đi 65 cái hình như còn 2 3 bộ chị nghe. Rồi chứ mã 321 lập thể nha chị nha. 55-62 cái bằng đẹp nè, mã 321. 321 nghe mấy chị ơi, lấy 321 anh 321 giùm em. Mang gồ quần dài 115.000 ha. Rồi đợi em xíu. Rồi mọi người nghe 55-62 cái đẹp nghe mấy chị ơi, chứ mã 62 nè. 62 giùm em nha, lấy 62 chứ 62 mấy chị. Xem con mã 62 mày. Con bộ xanh đẹp cực kỳ luôn. Rồi mọi người nghe mấy chị, à lấy bộ này chứ mã 226. 55-62 cái đẹp mã 226 giùm em mấy chị gái nha. 226. 226 giùm em nha, bộ vàng cổ vuông với chân chị đi. Đây bộ nào? Thí giỏ có nghe thí giỏ ơi. Rồi bộ này chứ mã 237. 55-60kg bằng đẹp 237. 237 giùm em. Để em kiếm coi là phải 65kg mà còn không. Đây là cái này số mấy? 23. Số 4 rồi chị, số 4 là. Số 4 thì coi còn cái là số 4 rồi. Đây số 4 rồi chị, để coi có lập thể không. Có nè chị. Số 4 có lập thể nè chị ơi. 321 cho chị chơi ghi vỏ. Ê chị Man Mon lấy thì chị đi bộ lập thể này nha. Đây chị Man Mon. Đó 6 mua đổ lên 65 67 là vừa nè chị yêu. 99 ngàn bộ nghe chị Thúy Trần ơi. Man gồ đẹp lắm chị. Man gồ là siêu đẹp luôn. Ổng đẹp ổng lấy tiền nha. Đó. Nó có sai mấy chị dễ bận nó có sai 234. Rồi 6 mua đổ lên 65 67 là đẹp nè, cái mã 307.
nghe mấy chị coi nè, không ngăn không rút không lỗ lâu mọi người nghe mấy chị, nó đẹp lắm em, mấy chị nhận là gì, ok được phải thì chị mon mon nè, ok chị yêu mã 226 mình còn không, 226 thì chưa chốt ai, 226 thì chị nguyễn điểm, ok chị điểm rồi mấy chị, 6 mua đổ lên 6567 là vừa 307 giùm em, chọn giùm em mấy chị 307 chị mon mon luôn, ok chị mon mon ai à. Vui quá 237 chứ như chị Nguyễn Điểm luôn, có cái mặt bỏ đó cái mặt có này không ơi, 2 đó là 279 237 là bộ nào, 237 nào bộ này, 237 chứ như chị Nguyễn Điểm, ok Nguyễn Điểm có nè. Rồi mọi người nghe chị nè, không nghe máy nè, mã 96 6 mua đổ lên, 65, 67 lại vừa mã 96 mã 96 giùm em, mẫu trên vai là mẫu nào ta, mẫu trên vai là mẫu nào, với cục vàng ơi chị Mon Mon, ok chị Mon Mon lấy cái bộ là phải đây, Mon Mon là phải ok nè, 307 chị Mon Mon luôn á. Rồi bắt đầu mã 97 mọi người nghe, 97 giùm em nè. Rồi 6 mua đổ lên, 65, 67 lại vừa mọi người nghe chứ, mã 205 205 giùm em, lấy 205 lên 205. Bộ trên vai là bộ nào ta? Chị cây rõ hơn comment mã giùm em được không dạ? Bộ trên vai hình như là bộ dạ xanh phải không? Rồi cái mã 205 nè, 6 mua đổ lên, 65 xong phải là vừa 205. Này ngày qua dành quá trời mấy chị nữa. Rồi mã 92, quá trời bông đẹp luôn. 6 mua đổ lên, 65 xong phải là vừa mã 92. Cái này là phong chuẩn của mọi người nghe, mua hàng không cần chịu hao nghe, phong chuẩn của nó luôn. Rồi lấy bộ này cái mã 92. 6 mua đổ lên, 65, 67 là vừa 92. 205 chứ là chị Thảo Mai Thảo, quần chính thắt, chuẩn chính thắt luôn nha chị Phương Linh nha. Rồi 94, 6 mua đổ lên, 65, 67 là vừa người nha. Chứ mã 94 dùm em nè. Đó, 94 với chị gái nha. Bị lấy rồi. Bị lấy rồi nha, đâu bên đây coi. Rồi ngồi 45 đổ lên, 55 cái bằng đẹp này, chắc mã 52 92 chị ngăn ngô cho em số hội giùm em đi. Chị ngăn ngô cho em số hội. Hai sáu rồi chị có chút nhảy chân. Rồi chị nào lấy bộ này chốt người nha. Mã 92, lộn 52 45, 55 cái bằng đẹp 52 52 giùm em mấy chị, 52. Ok, chị ngăn ngô lấy mã 92 chung đơn với thằng Ngô. Ok. Rồi mấy chị ơi, cái mã 305. 6 mua đổ lên, 65 67 là vừa 305. Coi số điện thoại của chị Hằng Ngô nha chị ơi. 305, cho em số điện thoại của chị Hằng Ngô đi, chị ngăn ngô ơi để giòn. 96. 96 vai chốt chưa? Ok, 96 nữa cho chị Nguyễn Điểm. 52 chị cắt tường. Dạ, cái lô này là cái kiểu này nó không có quần dài nha, quần dài kiểu khác. Rồi 55 60 kg bằng đẹp nghe mấy chị, mã 131. 55 60 kg bằng đẹp người nghe chứ, mã 131 các chị ơi, 131 em nha. 99.1 131. Ôi giời ơi, cái này đẹp cực kỳ. Rồi 146. 55 60 kg bằng đẹp 146, bông này quá đẹp luôn mấy chị ơi, quá sang luôn nè. 55 60 kg bằng đẹp nghe mấy chị nha. 99.000 bộ em nha. Rồi cái mã 146 chị nha. 146 giùm em. Không mẫu này em có tay lỗi ngay chị Nguyễn ơi, tay lỗi là nó không một mẫu khác nha. Rồi cái này mã 199 nè. 55 60 kg bằng đẹp 199 giùm em. Đó chị nào lấy 199 giùm em 199 đó nha. 199. Ủa cái con đẹp nó mới chị nghe. Rồi 55 60 kg bằng đẹp giống mã 17 giùm em mới chị nha. Ủa bà đẹp mà chị chơi với giỏ. Rồi lấy 17 chứ 17 giùm em. Đó, 55 60 kg bằng đẹp người nha, cái mã 17. 17 với chị yêu nha, 17 giùm em. Rồi cục vàng này chốt người nha, 287. Rồi em lấy tiếp bằng điện về bán luôn. Ok chị yêu nè. Rồi 131 của chị Trần Bích Văn. Rồi 6 mua đổ lên, 65 67 lại vừa, cái mã 287.
287 giùm em á chị nha, 287. Đầu bộ bảo hiểm luôn đó mọi người nha. Đó. Ok chị Thiên Nghĩa Dương nè. Rồi bọn nãy đó mình 280. 60 đổ lên 65 67 là vừa 280 á chị nè, một con màu bao nhiêu tay mẹ nè. Ngay tay mẹ nè. 287 đó. Rồi 247 chị Mon Mon. Anh thấy như bộ sạc gì nè. 287. À đây là 287. Không phải lấy đâu mà 287. À 287 chị Mon Mon. 17 giúp chị chơi dây giỏ. Lộn. Rồi ok chị Trung Đoàn. Rồi đó bộ này chơi mã là 280. 60 đổ lên 65 67 là dừng rồi nghe cho mã 280. 280 mọi người nghe 280 đẹp quá. 280. Rồi mã 82. 60 đổ lên 65 67 là vừa mấy chị nghe chứ mã 82. 82 mấy chị nghe 82. Dạ, không có mã 247 nha. Có mã 287 chứ ơi. Rồi chị em lấy bọn này cho giùm em mã 292. 60 đổ lên 65 67 là vừa mấy chị nghe chứ mã 292 nè. Quá đẹp luôn mấy chị nghe, 292 giùm em. 292. Cái bộ này hồi tối ai chụp hình cho mình qua mất tiêu rồi ta. 287 em mới rồi. 280 50kg ha. Khoan để coi 280 là bộ nào. 280 nè. Không 20kg không có vừa. 705 ngàn ha. Ba trả giùm con đi ba. Ba trả giùm con đi. Không có nha. Không có 280 bự lắm. 280 bự lắm mọi người nghe. 280 là có 67kg là nghe chị Trung Đoàn ơi. Nó to lắm. 280 không có xe ba rồi. Rồi bọn này em nhớ không không ai chụp hình em mua mà em quên mất tiêu rồi trời. Rồi mọi người ơi, 55 60kg mà ngày mai 43 nè. 43 giùm em nè. Ở đây 43 chứ 43. Quá đẹp luôn. Đó, 55 62kg mà ngày mai 43 mà đẹp lắm luôn. Siêu đẹp luôn. Rồi bộ này 60 đổ lên 65 67 đẹp rồi nghe chứ mã 3. Quá trời đẹp luôn bộ này mã 3. 60 đổ lên 65 67 là vừa mấy chị ơi chứ mã số 3. Ủa, cái khúc này là cái khúc không nghe máy dành giật kiện qua mọi người nghe là toàn đều đẹp không. 43 chị Trịnh Vũ ok bộ đẹp lắm. Hồi tối chị nào chụp hình cho em mua mà em không nhớ mà cái này là không nghe máy nha. Ủa quá tiếc quá. Rồi 60 đổ lên 65 67 là vừa chứ 151 nha. Bỏ mặt là 105 ngàn cho Liên Phúc anh. Rồi 60 đổ lên 65 67 là vừa chứ mã 151. Ê hát lên gì rồi. Có ký chị có 65kg à đúng rồi. Rồi đi chơi đi chờ đi chơi đi con đi chơi đi mẹ bán trước thôi đi chơi đi con để con trước chơi đi chơi giống nội đi rồi hồi đó còn lại chứ mã 151 mọi người ơi màu xanh đẹp quá. 60 đổ lên 65 67 này vừa 151 đi con trước đi rồi mã 91 ủa bông đen đẹp quá luôn. 60 đổ lên 65 67 lệ dừa không lấy nha em không lấy cái gì à không có chốt bự lắm em không có chốt không chị Nguyễn Điểm không có 287 nha chị ơi 287 của chị Mon Mon rồi rồi đơn của em gửi luôn gửi gọi ok cảm ơn chị Nguyễn Thảo Thảo cảm ơn chị Chi Nhỏ nè rồi đó bộ này của mình 91 nha. 60 đổ lên 65 67 lệ dừa 91 151 của chị Bòn Bon chị Lan cho một phiếu phiếu người ta mất tiêu rồi chị Lan ơi rồi mã 11 60 đổ lên 65 67 là vừa 11 nha rồi chị lấy 11 comment 11 giùm em là 11 giùm em chị ơi quần dài nó kiểu khác nữa để làm ơn thế này chị một cái quần dài rồi 60 đổ lên nè 65 67 đẹp mọi người nha chứ mã 220 ai lấy một này cho mã 220 giùm em. 60 đổ lên 65 67 lại giường ngồi nghe chứ mã 220 giùm em rồi mấy chị ơi
60 đổ lên nha, 65, 67 là dừng rồi nha, chứ mã 275. 275 mấy chị gái nha. 60 đổ lên, 65, 67 đẹp rồi nha, chứ mã 275. 275 giùm em. Rồi lấy 275 comment 275 giùm em. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 đẹp rồi nha, chứ mã 78. 78 giùm em. Chị, giờ này bên em đang la cái gì, chị điện đâu em đâu nghe được đâu chị. Có gì tối em trả lời cho chị nha. Rồi mấy chị ơi, 99.000 bộ nha. Ok, chị mũ nha, nhưng mà phải nghe máy giùm em ha. Rồi 60 đổ lên nè, 65, 67 là dừng rồi nha, chứ mã 78. 78 giùm em. Ờ, cái bi nè, ai đòi bi nữa nè. Cái đó rãi nhiều vậy đi. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là dừng rồi nha, chứ mã 71. 71 giùm em, ở đây 71 chứ 71. Ôi ôi, đây này hai cái bi này đẹp không à. Bài gì à, Nana đóng tiêu rồi. Nó đi shopee nó vậy, chắc mã 62. 60 đổ lên, 65, 67 là dừng rồi nha, chứ mã 62. Đó, 62 siêu đẹp mấy chị nha, mã 62 giùm em. Rồi mấy chị, 60 đổ lên, 65, 67 là dừng rồi nha, chứ mã 16. 16 giùm em, ở đây 16 chứ 16 rồi nha, 16. Ôi, có đẹp đó chị ơi. 4555 hả? 4555 đứng lên cho chị lên số 2 cho được nghe chị Hà Vy ơi. Rồi 139. 60 đổ lên, 65, 67 là dừng 139. Đang mặc là quần dài nghe chị Nguyễn Điểm thôi. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là dừng rồi nghe 139 giùm em. Trời ơi, bi đẹp quá. Bi đẹp quá đẹp luôn, ai lấy comment 139. Bé gì nãy đòi bi hết trời đó. Rồi 60 đổ lên nè, 65, 67 lệ giường người nha. Cái mã 272. 272 mọi người nha, thiệt anh gồ quá đẹp luôn. 272. Rồi cái này bé 272, cái 272 dùm em nữa. Bi đen nè. Bi đen này 288 mọi người nha. 60 đổ lên, 65, 67 lệ giường 288. 288 dùm em. Dập ly em mới vừa lai qua, không biết còn 265 em không biết nữa chị buộc anh. Các bạn thấy hình như là ổng còn luôn. Các bạn. Ừ. Rồi còn mã 130 mọi người nha. 55-60kg bằng đẹp mã 130. 130 giùm em. Lấy 130 chứ 130. Rồi chị nào xuống nhỏ đâu. Ồ rồi cũng đẹp ghê. Rồi 55-60kg bằng đẹp mọi người nha chị. Cái bộ này màu cam dâu đẹp. Rồi cái mã 119. 55-60kg bằng đẹp 119 mọi người nha. Cái đó là cây số ấy đó mấy chị nghe. Rồi để em lên cho chị cây số 2 nè. Số 2. Ôi số 2 đẹp quá vậy. Dập ly em hết số bự rồi chị lên Phương Lương ơi. Dập ly em còn mà, nhưng mà em còn số nhỏ không. Rồi để em lên cây số nhỏ mọi người nha. Đây mấy chị số nhỏ nè. Đó lọc thoải luôn. 45 đủ lên, 55kg bằng đẹp người nghe mấy chị. Trên mã 1 45 đổ lên, 55 chứ còn đẹp mã 1 nha. Lấy 1, lên 1 giùm em, mã số 1. 70kg thôi chị Ngọc Phượng, 70kg. Ê, đây cho chị cây, cái cây đọc quá chị. 3 tay đây, 345. Rồi, mẹ ghi mã con đó nè. Rồi, chị nào lấy chốt người nha, chị Phối đẹp không. 45 đổ lên, 55kg còn đẹp mã 2. Mã 1 chị Thu Trang, ok chị yêu nè. Phối đẹp luôn, cái cây này đẹp lắm chị Thu Trang ơi. Giờ em chưa like luôn á. Rồi lấy 2, comment 2 em nha. 45, 55 cái bằng đẹp mã 2. Wow, quá đẹp luôn. Rồi 45, 55 cái bằng đẹp mã 3. Quá đẹp chị Thu Trang. Lấy hết xuống nhỏ thì chị Thu Trang ơi. Rồi mã 2 chị Thu Trang nè. Rồi mã 3 99.000 bộ ơi chị Nga. Mango cao cấp đẹp luôn. Có sai. Rồi mã 3 giùm em. Quá đẹp luôn. Rồi 45, 55 cái bằng đẹp mã 4. Mã 3 nha chị Hà Phi. Rồi giờ lấy 4 chút 4 mọi người nha. Mã số 4 giùm em. 99.000 bộ có sai nha mọi người nha. Rồi 45, 55 chứ bằng đẹp mã 5 nè. Ôi ôi quá đẹp luôn mấy chị nha. Rồi chứ lấy 5 comment 5 nha em. 45, 55 chứ bằng đẹp mã số 5. Muốn lấy hết mà hết tiền. Than ghê. Rồi 45, 55 chứ bằng đẹp mã 6. Mã 6 mấy chị gục nghe. Lấy 6 chút 6 giùm em nè. Quá trời đẹp luôn, cái số 2 này bông đẹp không chị Thu Trang ơi. Bộ nào là em thấy cũng đẹp hết trơn. Rồi mã 6 giùm em. Wow, bò luôn á chị nghe. 45, 55 cái bằng đẹp mấy chị yêu nha, mã 7.
số 7 giùm em nha, lấy 7 chút 7 với chị, mã số 7. Ôi ôi, cái sơn thủy màu đen này đẹp rồi. Rồi 45 đủ lên nha. 55 58 cái đẹp người nha, mã 8 giùm em. Mã 8, lấy 8 chút 8. Mày đi chút đi gọi ship sao? Để mà nó lộn gì không? Ừ. Ghi đi nó không lộn. Rồi mã 8 người nha, 8 người sơn thủy đẹp quá. Rồi 45 55 chứ không đẹp người nghe, mã 9. Không chị, à, số nó mới là 9 tắt không à chị ơi. Rồi lấy bộ này cho mã 9 giùm em á nha. 45 55 chứ không đẹp mã 9. Mã này giống hồi đó. Rồi lên trên 60 kg, 60 kg là chị mua sai nhiều. Rồi 45 đủ lên, 55 chứ không đẹp mọi người nha. Mã 10 giùm em á chị nha. Ai lấy 10 chút 10, mã số 10. À, bộ đang mặt 105 ngàn nha chị Trần Trúc Quỳnh ơi, dập ly van gồ. Rồi cho lấy 10, comment 10 nha. 45, 55 chứ không đẹp mã 10. Ôi là thể màu tím đẹp quá. Rồi 45, 55 chứ không đẹp 11. 11 có chị yêu nha, lấy 11 chứ 11 giùm em. Man gồ cao cấp luôn có chị yêu nha. 11 đó, sẽ đẹp quá mọi người ơi. Ôi ôi cái cặp này đẹp này chị Thu Trang ơi, quá trời đẹp luôn mấy chị. 45, 55 chứ không đẹp 12. Bộ mặt 105 ngàn ngay chắc chắn Trúc Quỳnh nè, có lấy thì comment giùm em á. Rồi 45, 55 chứ không đẹp 12. 12 giùm em, 11 cho chị Thảo Nguyên. Rồi mấy chị ơi, 45, 55 chứ không đẹp 13 nè. Đó, 13 mấy chị gái ngay 99 ngàn bộ thôi. Mango cao cấp đẹp mọi người nha. Rồi chứ là lấy 13, comment 13 giùm em. 13. Chị Thảo Nguyên không cần cơ số lại nha. Đó, mua một lần là bên em có lưu hoài luôn mấy chị ơi. Đó, giật đi hả chị. Rồi 45, 55 cái lần đẹp người nha. Rồi chắc mã 14. 14 giùm em nha, lấy 14 chứ 14 giùm em nè. Trời ơi bông quá đẹp. 45, 55 cái lần đẹp 14 mấy chị nha. 14. Rồi 45, 55 cái bằng đẹp người nha, chứ mã 15. Đó, mấy chị coi cái mình ngồi của nó nè, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, chị nào lấy 15, comment 15. Dập ly chị mua size nhiêu. Quá trời đẹp bộ này luôn, chị Thu Trang ơi. 15. Wow, bông đẹp quá. Rồi 45, 55 cái bằng đẹp người nha, 16. 16 giùm em nha, ở đấy 16 chứ 16. Rồi 45 đủ lên mùi ha. 55, 56 chứ bằng đẹp 11 luôn nè. Tập thể. Tập thể hả? Khoan, để coi cái 11 còn không hay chị nha. Đây. Đây 11 còn nè. 11 của chị Thu Trang. Bộ chị đang tìm bộ lập thể ha. Bộ lập thể tháng 2 thôi. Hình như nãy có bộ á, mà không biết giờ nằm đâu rồi. Rồi tới mười mấy tự nhiên cái ngang qua rồi. Rồi 45, 55 cái bằng đẹp 17 mọi người nghe, 17. 17 giùm em. Đang mặc hết màu xanh này chị ơi, hết màu xanh này. Màu xanh này. Wow, cái bộ lỗ đô này quá đẹp luôn. 45 nổ lên nha. 55, 56 cái bằng đẹp 18 mọi người nha. 18 giùm em này, chứ là lấy 18 chứ 18. 17 chị Thu Trang. Ok chị yêu. Còn không đẹp không? Rồi 45, 55 chứ đẹp mấy chị yêu nha. 19. 19 giùm em, lấy 19 chứ 19. 12 chị Linh Lê. 17 là bộ bông cúc tím hả? 17. Em hết 17 rồi chứ ơi. Chọn màu khác giùm em nha. 17 chị Linh Lê rồi. Bộ mặt có 65 tí nè chị ơi. Rồi mấy chị, bộ này đẹp lắm nè. Trời ơi, 45, 55 chứ bằng đẹp em nha. Rồi 10 nào ạ? Mấy chị ta? 20 hả? 20. 45, 55 chứ bằng đẹp mã 20 rồi nha. Nói 20 quá đẹp luôn. Gì đào? 20. Ủa, cây này bông đẹp lắm mấy chị. Rồi 45, 55 chứ bằng đẹp người nha. 21.
là lấy 21 cho em mốt giùm em. 20 chị Hà đi. Chị Linh Lê hôm qua còn đơn không? Mới quan trọng rồi nha. Đơn đi rồi là bên em không dồn được nha. Phải chiều, phải chiều. Rồi lấy bộ này cho em mã là 21 rồi nha. Con này 45-55 chứ còn đẹp 21. Ồ, cái bông này nè mấy chị, ngày qua em bạn ai cũng hỏi em nó hết không à. Lòi ra nữa vậy, quá đẹp luôn. 45-55 chứ còn đẹp mã 22. Ồ, cái bông này bạn ơi sang cực kỳ mấy chị nha. Đó, em bọng màu lan ngày hôm qua nè. Quá đẹp luôn mọi người nha. Đó, tại ngày qua sắp lên không hết mọi người nha. Rồi lấy 22, rồi lên 22 rồi đây mấy chị, 22 nè. Rồi lên 23 để em lên 21 thì chị tìm những 21 nè. Rồi 45-55 chứ còn đẹp người nha. Cái mã 23. Cái này ha. 3. Yeah. Rồi mấy chị cái mã 23. 45-55 chứ còn đẹp người nha. 23. Ủa màu xanh đen được quá. 23. Xe 3 phải không? Rồi đợi em chính thi lên xe 3 liền. Rồi 45-55 chứ còn đẹp người nha. 4. Cái mã 24. 24 giùm em. Nó lấy 24 cho 24. Rồi xe 3 đây chị. 55-60kg bằng đẹp nè. Cái mã 27. Ôi, có mã nè. Rồi 55-60kg bằng đẹp 10. Cái mã 27 nè. Có xe 3. 55-60kg bằng đẹp 27. Rồi 55-60kg bằng đẹp nè. Cái mã 13. 13 mọi người nha. Lấy 13 chứ 13. 13 giùm em. Anh gọi tay dài hả? Anh gọi tay dài để chọn lên mới được. 22 là số nhỏ nha. Rồi mọi người nghe quá đẹp luôn. 45-55 chứ còn đẹp nè. Cái mã 20. Rồi ok để em kiểm tra đơn chị Hoa Hoa. Cho chị hai bộ 65kg bộ mặt và bộ nào cũng được. Ok chị Đặng Đặng Quanh. Không chị Đặng Quanh nó dập giờ dập ly này nè. Ok chị đẹp nè. Rồi chị nào lấy bộ này comment 25. 45-55 chứ còn đẹp 25. Ok chị Ngọc Quý Lam. Bà Ngọc Quý Lam có cáo khóa ở đây nè. Tại vì có hỏi bà mua đồ gì tìm hoài không được. 24 chứ chị Nguyễn Thị Hiền Hiền. 24 chút này. 24 màu xanh đen đó hả? Nha, 55 chứ còn đẹp mã 30. 30 giùm em mấy chị ơi, bông hoàng đẹp quá, 99 ngàn. 45-55 chứ còn đẹp 30. Rồi ghi mã 30 nè. Rồi đưa cái dưới này chị ghi cho. Bà hai gọi vậy là ngồi nó không queo luôn rồi đấy. Ờ, 45-55 chứ còn đẹp người nghe. 31 giùm em, lấy 31 chứ 31 mà chị ơi, 31. 99 ngàn bộ mọi người nha. Ồ, bộ sữa đẹp quá chị. 45-55 chứ còn đẹp 31. Đây, xe 3 đây. Rồi, mấy chị ơi, 11. 55-60 chứ còn đẹp 11 giùm em, lấy 11 chứ 11. 11 ha. 31 cho chị Thảo Nguyên. 62 ngàn đó chị còn. Ôi ôi bộ này đẹp quá mọi người nghe. 32. 45-55 cái bằng đẹp 32 giùm em nha. Rồi giờ lấy 32 chút 32 mấy chị. 45-55 cái bằng đẹp nha. 32. Hello chị Ngọc Phương, khỏe không chị yêu nha. Chị Hoa Hoa chị mua size nào? Hoa bộ này đẹp quá chị. 45-55 cái bằng đẹp 32. Chỗ bông đẹp quá. 32. Rồi mọi người nha. 45-55 chứ còn đẹp 33. 99 ngàn bộ mọi người nghe mấy chị mà anh gồ cao cấp đẹp. Ta lấy 33 comment 33 giùm em. 33. Quá trời đẹp luôn mấy chị nha. 33. 65-9 nha. Ok đợi em xíu. Rồi mọi người nghe chị. 45 đủ lên 55-56 cái bằng đẹp mọi nha. Chốt giùm em mã 186. Dạ em nghe chị Hương khỏe không chị Cuộc ơi. Rồi lấy bộ này chứ mã 186 nha mấy chị nha. Xe 2 186 giùm em.
xe 2, xe máy nào em thấy cũng đẹp chưa mọi người ha. Rồi mã 204 45 đủ lên 55 56 cái bạn đẹp nha mấy chị. Rồi cái mã 204 giùm em, 204. Đây là xe 4. Em nghe chị Hương ơi, giờ này mạng nó giậm lại rồi đó. Rồi 6 mua đổ lên, 65, 67 là đẹp người nghe chứ mã 310. 310 mọi người nghe, lấy 310 chứ 310 em nè. Đó, quá trời đẹp mọi người nghe, 310. Vậy hả? Chặt hả chị Linh? Lên số 2 đi, lên số 2. Vậy hả? 310, 310 là... cái bộ này bự như vậy phải không chị Thảo Nguyên ơi? À chị Thảo Nguyên hình như lấy bán gì. Ok vậy hả chị Trinh, chứ rồi chị Trinh nhận cái gì chị Trinh? Rồi mấy chị 45 55 cái bằng đẹp người nha. Cái này mã 36 45 55 cái bằng đẹp 36 người nha. 36 giùm em. À ok, xin chặn nghe, đợi xíu đi, em lên hết cái này rồi em lên thông cho. Vậy hả chị? Ồ chị thông cảm cho em nghe. 36 chị xung giỏ lên số gọi giùm em nha. 45 55 chứ bằng đẹp người nghe chứ mã 37. 37 mọi người nghe, lấy 37 comment 37 giùm em. 37 ok chị xung nè. Ok chị Đặng Ngoan. Rồi chị nào lấy 37 chứ 37 giùm em nha. Chứ rồi chị Trinh muốn gì anh ta? Rồi 37 mọi người nha, 20 bộ là tính giá sỉ đó nghe chị Thảo Nguyên ơi. Cái chảy hả? Chị, cái đó không nó to lắm đó chị Trinh. Mà chị bạn ôm hả? Rồi mọi người ơi, quá đẹp luôn. 45 55 cái bằng đẹp mọi người nha. Cái mã 38. Rồi cảm ơn chị Trinh, để đưa ra sao em bù cho, em bù cho. Rồi 38, 45 55 cái bằng đẹp 38 mọi người nha. 38 giùm em. Rồi 45 55 cái bằng đẹp người nghe mấy chị, cho mã 39. 39 nha chị nha. 39 giùm em nè. Rồi chiều lấy 39 cho 39 giùm em. Rồi 70 kg nha chị, đây nè 70 kg. Bây giờ em có cái cây này nè. Đây. Đây chị đẹp ơi, 70 kg là em có cái cây này nè. Nó cũng 99 nha em, bộ nghe là sọc caro mà nó có 3 size. Sọc caro này em có 3 size nè. Đây 70 kg, nếu mà 99 ngàn em có cây này thôi nè. Nó cũng là lụa mango đẹp nha mọi người nghe. Mà nó có size 3, size 3, size 4, size 5. Size 5 là 70 kg lúc lại mọi người nghe. Đó. Còn size 4 là 65 là vừa, size 3 là 60 kg hoành lại giùm em mọi người ha. Giá là 99 ngàn mà cái này quần dài nha mọi người nghe. Cái này là quần dài giùm em nha. Quần dài giùm em. Đó 99 ngàn bộ, chị vô lấy comment màu giùm em nha. Đó em có màu vàng, màu xanh, màu hồng đậm, màu đỏ đô, màu đỏ tươi, màu cam, màu xanh đen. Rồi chị yêu đầu chốt comment màu em mọi người nghe, 99 ngàn một bộ đó. Các em có size 3, 4, 5 luôn đó. Chị yêu lấy mẫu nào comment màu giùm em nha. Đó hiện tại là nếu mà 99 ngàn thì em có này, cũng là lụa mango đẹp giùm em nha. Mango đẹp đó, có 2, 3, 4, 5 đó. Chị yêu đầu chốt comment màu giùm em đó, xe đẹp mọi người nha. Rồi 99 ngàn bộ giùm em. Rồi cây số 3 nè, lên 062 ngàn phải không em? Để em dịch gọn gọn xong em lên 062 ngàn cho mọi người. Rồi 55 60 kg bằng đẹp người nghe, cái mã 216 đó. Chị nào lấy 216 chứ 216 giùm em. 55 60 kg bằng đẹp nha, mã 216 giùm em. 99 ngàn bộ mấy yêu ơi, quá đẹp luôn. Rồi 45 55 kg bằng đẹp người nha. Cái mã 40 nè, 45 đủ lên, 55 cái bằng đẹp mã 40. Rồi cái nào lấy 40 cho em, 40 giùm em. Ồ 40 là gói quá đẹp quá chị nha. 40 mã 40 với chị nha. Rồi mấy chị ơi 183, 45 đủ lên, 55 56 cái bằng đẹp 183. Rồi chị nào lấy mã 183 xe 2. 56 kg thấy bạn ngơ hay bạn ngọng? Thảo Thảo 56 kg, mét 50, bạn số 3 mới được nha. Bạn số 2 là bị ôm. Ok, màu hồng màu vàng 70 kg.
chứ còn mua xe nào. Rồi 263 lộn Nguyễn Thảo với lộn Nguyễn Thảo Thảo. 60 đổ lên 65 67 lại giường ngồi nghe cho mã 263 lộn nha. Thảo Thảo ơi, chứ còn em mua xe nào, xe nào em nhận được đơn đó chưa. Rồi 55 60 kg bằng đẹp người nghe cho mã 238. 55 60 kg bằng đẹp 238 vậy mọi người nghe, cái này nó có 23 sai. 55 60 kg bằng đẹp 238. Rồi mọi người nghe quá đẹp luôn, 45 55 kg bằng đẹp này cho mã 208 giùm em. 208 nha, ai lấy comment 208. Cái nó biết là còn cái nó biết không? 5 thôi. Đó rồi. Vậy là số 5 em hết màu vàng nha chị nha. Số 5 vậy là em hết màu vàng rồi nha. Ok, xương vỏ xanh đen thì có hết hết vàng nha chị nha. Xa số 1 là nhiêu ký hả chị Nguyễn Hiền Hiền ơi. Chị Nguyễn Thị Hiền Hiền chị nhiêu ký? Có xanh đen hả nha chị nghe, vàng hết rồi. Số 5 hết vàng rồi. Đổi màu đi chị ơi. Đổi màu đi chị. Số 5 hết vàng rồi nha. Rồi mọi người nghe mấy chị, 55 60 cái bằng đẹp nào mã 16 giùm em. Mã 16 lượng anh ngồi 99.000 mọi người nha, lấy 16 cho 16 giùm em. Đẹp dữ lắm mọi người nha. Đẹp em luôn 16. Dễ thương chưa? Rồi 45 55 cái bằng đẹp mọi người nha. Cái mã 222. 222 giùm em, lấy 222 chút 222. Size 1 là nhiêu ta, bên đây đâu có size 1 đâu, có size 2, 3, 4. Trời ơi, bọn này cũng đẹp ghê nè. Bọn này đã có người chốt không đây? Lọt ra nè. Đã có người chốt không ạ? À? Ai mà người chốt không? Có. Bộ đang mặc chứ thêm cái gì nữa đó. Có nữa, hai ba người chốt luôn. Rất đi luôn. 50 kế là bạn đi trang cho em nè. Ủa, bên này có người mua nữa. Vậy 50kg là bạn sai trang em nè. Dễ thương không mấy chị nha. Đó, đây 50kg. Em chưa mua lụa bên ngồi bên chị. Vậy hả? Bây giờ là em bao nhiêu tuổi, em gọn người không? Đó, chứ là em có chị thôi. Mà qua màn hình mọi người không phân biệt nữa nè. Em 54kg mọi người. Chị Nguyễn Hiền ơi, 50kg là bạn sai của em nè. Đó, 50kg là cho bạn ấy trang em nè chị. Đó, em 54kg mà cũng gọn gọn người nha mấy chị gái nha. Ồ, mấy này đẹp quá mấy chị nha, cây chúng nhỏ đẹp cực kỳ luôn nè. Ôi ôi, cái hoa này sang cực kỳ mấy chị gái nha. Quá đẹp luôn. Rồi, 45-55kg mà đẹp mọi người nha. 45-55kg mà đẹp với mã 01 giùm em nè. 01 quá chị. Quá đẹp luôn, ai lấy 01, anh 01. 01 quá chị. Rồi 45-55kg bằng đẹp mà ngồi nghe chứ mã 02. 45-55kg bằng đẹp ngồi 02. Quá trời đẹp luôn mấy chị gái nghe 02 giùm em. Xuất sắc mà ngồi nghe 02. Quá đẹp cây đăng mặt luôn mấy chị ơi. Rồi bây giờ mình lên AT nghe mấy chị. Ủa cái màu đen đẹp nè. Rồi 45-55kg bằng đẹp ngồi 203. 03 nếu mà em gọi người bằng số này được rồi. Thảo ơi, nếu mà gọi người bằng số này được rồi Thảo ơi, mẹ cái điện thoại mẹ làm gì trái đèn nè. Được không? Trong cái túi. Con mẹ thương này cắt ra đi. Con có 25 ngàn. 25 đi chứ cái bốt. Con ơi. Con. Mẹ tính lộn rồi. Rồi không ba. Rồi quên nó lên thùng. Rồi để em lên thùng. Rồi cho chị ai cho chị cái thông qua cái đây. Rồi mọi người nghe em lên thùng nha. Dạ, chị tắt cho bà hai coi em có tắt không. Em lên thùng. Lên vậy. Lên thùng thùng thùng. Ủa cái mẫu này đẹp ghê trời. Bộ bi sữa nữa sức đẹp đó chị. Qua wow, bi sữa nó đẹp quá đẹp luôn mọi người ha. 45-55 cái đẹp bi sữa giùm em. Đừng nói tao má hiện đi đi nhậu nữa nha. 03 chị Hà Thi nè. Nè nè, đưa đây, đưa đây. 03 chị Hà Thi. Anh đừng nói cho đàng hoàng nha. Anh kiểm tra lại kỹ cho người anh chưa?
ok không ba chị Hà Thi? Bộ sữa này cũng đẹp ghê nè chị. Ủa bộ sữa này xuất sắc luôn. Rồi giờ lên không nha mọi người nghe mấy chị. Bi sữa này bạn lên là trắng tươi luôn mọi người nha. Bi sữa quá đẹp luôn. Rồi bây giờ chị không gì giờ lên không nha mọi người nha. Không gì. Bi sữa gì của Kim Hoàng, ok Kim Hoàng có bi sữa gì cho bố mình đi. Bi sữa đẹp đó Kim Hoàng, với bạn mặt là chị Kim Hoàng đẹp ghê đúng không ngoài. Bi sữa mới bi sữa lấy 5 miếng màu. Không có chị ơi, 6-7 kg trắng dơ bông nhỏ mà có, không biết bông nhỏ mà có là cái gì. Đúng rồi, em mặc số 2 đó mọi người nha. Xe nhỏ ha, thi như tí. Ồ, mấy chị ơi, cái này chốt đẹp nữa nè. Ai lấy bộ này chốt em mã 9. Mã 9 giùm em mọi người nghe đẹp lắm. Trời ơi, mấy chị nghe dễ thương ghê luôn. Bi sữa em hết mọi người nghe mấy chị nè. Cái này cũng mà bi đó nè. Cái này cũng bi đó mọi người nghe mấy chị, mà bi nó to hơn. Ờ, bi nó phối lá mọi người đẹp không? Ai lấy bộ này chứ mã 9 giùm em, 4555 chứ mà đẹp mã 9. Mã 9 chứ thôi, đi chơi, đi chơi, đi ra ngoài chơi. Làm gì hả, đi té bây giờ. Ok, hoa phan, 2 chiếc đầu gửi cô. Rồi. Bi sữa hết, bi sữa rồi, nó được kèm thôi. Mấy con mà đẹp xong rồi tôi đưa ra. Không, không, thấy chưa. Rồi chị nói đó mọi người cảm ơn 12. Ồ, ô bông đẹp không quý chị ơi, 4555 cái đẹp 12. Cái đỉnh gói mà mời đếm lên ngay gói theo mọi người nè. Quá đẹp bộ này luôn. Ôi ôi mấy chị, quá xuất sắc nha. Mã 12. Mã 12 với bộ máy chính thì đẹp cực kỳ, với bộ mặt đẹp thấy ghê. Bộ mặt đẹp thấy ghê luôn rồi mấy chị. Quá đẹp luôn. Đây, bạn cái bộ này cho mấy chị coi. Em có thay 45 cái 60 nghe chị Hà Thay ơi. Đây mọi người ơi. Rồi em sẽ lên cái lửng này phải không? Rồi mấy chị lửng này còn rồi bây giờ lửng này phải không? Đây bây giờ lửng này còn ít nha mấy chị gái nha. Trời mấy chị cái bộ này bông đẹp ghê. Xong cái bài chơi gì này còn cái lửng này đã hết không đây? Ngọc Trang chị ơi, số máy điện thoại gọi không được. Ngọc Trang thân yêu, cho lại số điện thoại đi. Bên em là có chút đơn là chị nghe, mà để là gọi không được, gọi số điện thoại cũng như là vừa gọi là nó bị cắt ngang của chị nghe là gọi không được. Rồi bây giờ cái này mọi người nghe em còn ít màu, vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn nha, đẹp lắm, man gồ luôn, lửng. 45 đủ lên mọi người nghe, 60 lại vừa, có nghĩa là mấy chị bằng phom như cái mẫu mặt gì đó mấy chị nha. Đó, mang gầu lửng siêu đẹp giùm em á. Rồi, cục vàng nào chốt hôm nay là giùm em nè, nó còn ít màu nha, nên em sale. Chị nào lấy chốt em mấy chị gái nha. Sale cho mấy chị 70 ngàn. Rồi, ok, chị tiền nghỉ luôn. Bộ đang mặc là 99 ngàn nha mấy chị ơi, mang gầu chính tắc giùm em mấy chị đẹp lắm. Mang gầu chính tắc siêu đẹp mọi người nha. Rồi, ok, Trang Nguyễn cho số điện thoại nè. Ok, đưa cho chị thông số 2 chứ xin Trần Thị lên mua nè. Thông bên đây nè, thông nhỏ hơn cơ. Rồi. Ai lấy bộ lửng này chốt màu em mấy chị ơi, hoa xanh. Tọc nâu. Tọc hồng. Tọc đỏ. Beo. Rồi, 70 ngàn. Còn mấy bộ vừa bán gì tặng mọi người nha. 70 ngàn là em bán lỗ bộ 5 ngàn á. Đó, 70 ngàn là lỗ bộ 5 ngàn luôn á. Mang gọn cho đẹp nha, 45-60 kg mặt đẹp. Bộ mặt không có 65 kg nha, cục vàng thôi. Rồi qua hồng 45-60 kg mặt đẹp nha mọi người nha. Mặt không còn cho chị Nguyễn Huyền Nhi coi lại nha.
Hoa Hồng với chị Thu Trang. Hoa Hồng nè đó, chị Thu Trang không vào đây, chị Thu Trang thôi, có 70.000. Chị Ngọc Trang còn nghe, nhưng mà tại vì bên em gọi không được rồi, ở lát còn này chốt mọi người. Mấy chị ơi, beo đỏ, beo đỏ giùm em, beo đỏ, em còn beo đỏ nha mọi người nha. À, sọc hồng đâu rồi, sọc hồng, sọc hồng cho chị Nguyễn Kiểm, sọc hồng beo đỏ cho bà Lữ Cẩm Trang 70.000, đẹp quá. Lữ Cẩm có 65 nha, Lữ Cẩm có 65 mọi người nha. Mang gồ đẹp lắm, cao ổ bờ đẹp cực kỳ mọi người nha. Rồi, ở lấy bộ này chốt mọi người nghe, sọc nâu, sọc nâu giùm em. Hồi quýnh là chết mà đưa, vậy là đưa bộ beo cho chị Nguyễn Diễm của bà Lữ Cẩm Trang, thả mà đưa chị Nguyễn Diễm đi. Hôm nãy chị ra beo nâu, bà cầm em beo đen, bà đưa beo đen, và rồi bên bên kia chị Thu Trang lấy rồi. Rồi, beo đỏ em hết rồi. Rồi, lấy bộ này cũng em sọc nâu, sọc nâu giùm em mấy chị nha. Beo đỏ Lữ Cẩm Trang đúng ra hả? Rồi, làm đó nữa rồi. Không có, mới đọc lấy bộ beo kia nữa, bỏ beo kia ra. Rồi chữ chữ nâu mọi người nghe, chữ nâu giùm em. Đó, 45 nữa lên, 60 lại vừa chữ nâu. Chữ nâu mọi người nghe, mấy chị đẹp lắm, là manh gồ luôn nghe, manh gồ xịn. Rồi mấy chị quá đẹp luôn nè, mấy chị sọc đỏ nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, siêu đẹp em nghe, 45-60kg đẹp sọc đỏ. Nghe số ký nha, chị Quanh Như Quỳnh vậy nè. 45-60kg đẹp nha mấy chị, manh gồ lửng 60-70 ngàn bộ nha. Đúng rồi, mà Cẩm Giang có được bộ đỏ nữa mấy chị nha. Rồi sọc đỏ giùm em, sọc đỏ. Rồi em lấy bộ này chiếc mã 35, 45-60kg đẹp mã 35, sọc nâu cho chị Ngọc Trần. Ok Ngọc Trần, chữ nâu chúc cho chị Quanh Như Quỳnh. Nhớ mua đủ đơn em nha chị Quanh Như Quỳnh nha, 70.000 bộ nha mấy chị nha. Đó, gắn coi em đủ đơn nha. Đơn mà dưới 100.000 là ngày hôm sau bên em xả đơn, không có gỡ hàng nha mọi người nha. Rồi mấy chị, ai lấy thùng bên hoa xanh giùm em mấy chị nha. Hoa xanh đẹp cực kỳ, hoa xanh siêu đẹp. Chị Ngọc Trần lấy bộ hoa xanh đi, chị Hoàng Ngọc Trần đẹp lắm. Ở ngoài cái màu đẹp cực kỳ mọi người nha. Đó, chị nào không mua bộ hoa xanh này tiếp cực kỳ. Hoa xanh. Đó, đừng có dây không. Ơi, đừng có đừng có đây, đừng lộn đây, đừng lộn đây. Rồi đẹp pha nó coi đây gì, đừng có ra lỏng nhậu nó đi trời. Nó nhậu hoài chừng ngày nóng nhậu chừng trời. Hoa xanh là chị Thu Trang, hoa xanh, bộ hoa xanh nè. Beo nâu hết rồi. Xe 55kg lấy gì? Cột trên da cho chị Quang Như Quỳnh, cột trên da nè. Beo nâu em hết rồi. Sọc đỏ thì chị Nha Linh. Ok Nha Linh có sọc đỏ. Rồi đang mặc các chị đang mặc 55 đúng lại vừa. Ok hoa xanh cho chị Bùi Kim Hiền, hoa xanh. Beo nâu em hết rồi mấy chị ơi, beo nâu em hết rồi. Hoa xanh đó chị Thu Trang. Rồi giờ đúng hoa xanh, chút hoa xanh mọi người ơi, hoa xanh em còn hai bộ hoa xanh là hết, em còn hai bộ hoa xanh đó là hết mọi người nha. Có 70.000 mang gồ luôn. Lưỡng dây hiện tại bên em không có lưỡng dây nha, bộ đó mặc là 55 đổ lại mấy chị ơi. Em tưởng anh đi nhậu nữa chứ, đi quýnh banh gì cái gì này trời, con cái tụi lum la. Hoa xanh cho chị Nguyễn Thi, hoa xanh nè, hoa xanh này có là kinh nghiệm. Rồi hoa xanh này có chị Nguyễn Thi, hoa xanh này của chị Nguyễn Thi 60kg. Rồi em còn bộ hoa xanh mà ngồi nghe mấy chị, ai dốc dốc em luôn ơi. Rồi em còn bộ hoa xanh cuối cùng, hoa xanh 60kg, hoa xanh 60kg là comment 60kg chứ 70.000 nha mấy chị nghe. Ok lửa cẩm nha, gửi đến Giang hết comment 4-5 lần với ngoại nghe, đủ đơn nữa đưa mình lên xe nha, đủ đơn đưa lên xe nha. Đó, lấy xong một, xong một rồi thôi, cứ đưa xong một qua cho. Bộ trên da là bộ mẹ tiếp á. Rồi hai xanh giúp chị Ngọc Trần, cảm ơn chị Ngọc Trần, em cảm ơn, cảm ơn bà nghe rồi hết luôn, hết hai xanh mấy người nghe rồi. Bây giờ lên thông nè, thông 62.000 nè. Em thấy chị 5-6 bộ viên nghe chị Nguyễn Thi nha. Chị đi qua cái gì đúng rồi,
Rồi bây giờ lên không mọi người nha. Ba cho em hết rồi, chị Ba lấy đặng ngay. Bữa con này 6 ngàn nè. Sao có mặt mày kỳ cục trời. Mặt mày giống ai à? Phải hết gì đâu. Nãy lợi lấy cái này nè, sóc lên. Nãy lấy cái này nè. Rồi mấy chị nghe. Rồi bỏ mặt mày lấy cho ta. Rồi lấy bộ mã 01 cho chị Nguyễn Thị Hiền Hiền nè. Mã 01 cho con nè. Rồi, thấy comment 4 lần đó mà không biết bà có gì nè. Số 2 á. Rồi mọi người nghe không, 62 ngàn nè. Rồi chờ lấy bộ này trước nghe mọi người nha. 45-55 cái bậc này mọi người nghe mấy chị mã chữ. Mã chữ giùm em nha, lấy chữ comment chữ giùm em nè, chữ này comment giùm em. Chữ dâu. Chữ dâu nè, chữ rút nè. Sao làm cái có mẫu khác nè chị Hòn Tí về Hòn Tí Vlog gì nè. Chữ vàng. Chữ hồng. Chữ tím. Ok Ngọc Thằng, thôi anh em làm đơn cho bà. Rồi. Sao lại Phan Nam. À rồi ok, để coi coi chiều mà ai mà không đủ đơn hãy cho bà ăn bộ liền nha. Quá cho bà bấm lọt bấm lọt. Ok Đặng Phan Nam. Phan Phan Phan, ai không có đơn liền bà Phan Nam. À, chị Nguyễn Thi coi số mấy ta? Số 2 là ngày mai á chị. Bên em điện số thoại mọi người nghe mấy chị bên em chúc đơn rồi từ số thoại nè. Số 9, số 8, số 7, số 6. Số 5 sụp sụp sụp. Ơ à, Hoa Thanh còn nè. Ai vậy? Hoa Hoa. Hoa Hoa Bảo. Ai còn Hoa Thanh nữa ta? Hoa Hoa Bảo Hoa Thanh nữa. Rồi mấy chị. Hoa Thanh đang còn hai. Ủa gì vậy? Chị Hương lấy cho em đi sạch toàn thân. Ok. Rồi mấy chị ơi, Hoa Xanh em còn 2 bộ nghe. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Rồi mọi người nghe 70 ngàn lượm anh rồi. Rồi Hoa Xanh còn 2 bộ. Chị nào thương hình ủng hộ em mấy chị ơi, 2 bộ Hoa Xanh giùm em nè. Rồi chị nào chốt bộ này chốt em mấy chị gái nha. Không 45-55 cái bậc đẹp nha, 62 ngàn. Rồi lấy chốt em nghe. Cái này là cái nãy làm anh gồ lửng nha chị Lê Chính rồi. Rồi bọn này không ca tiên mịn nha mọi người nha. Ca tiên mịn giùm em 62 ngàn bộ nè. Đây mấy chị nha. Rồi 45-55 cái bậc đẹp mấy chị ơi. Rồi comment mã chữ kèm số ký. Rồi mã chữ kèm màu chứ cha. Rồi màu dâu. Màu xanh. Màu xanh. À, màu xanh, màu tím, màu hồng, màu vàng, màu rút. 45 nổ lên, 55 chứ còn đẹp nha mấy chị ha. Rồi lấy màu này chúc mà em mọi người nha. Quá đẹp luôn. Hoa xanh, ok, hoa xanh thì chị Kim Hoàng bộ hoa xanh luôn nè. Đẹp lắm. Còn nha. Ê, bộ này còn số lượng thôi. Quyền Trang ơi, mình mua hàng thì mình tự gọi giùm nha mấy chị gái nha, nhiều khi mấy chị hỏi em đâu biết được đâu. À, thứ nhất mọi người nghe, bây giờ không phải như xưa mọi người nha, dịch bệnh này kia mọi người nghe, nói chung là nó nhiều cái phức tạp lắm mấy chị gái nha, nên mình mua hàng mình gắn đợi em đi, chừng nào nó tới khỏe nó đi. Rồi số lớn là còn món nào đi. Rồi ai kêu em lên không mọi người ơi, 45-55 tiếp bằng đẹp em nè, 62 ngàn có được không? Ok hai bộ nè. Xanh chứ đâu đâu nè, 62 ngàn bộ gì đảo nguyên lên đó. Chị lấy là lộn xộn xà bằng đi, mẫu nào cũng được hết trơn mà miễn trên 20 bộ là mẫu nào mà chị cũng được giảm giá sỉ nha. Thì theo mẫu ví dụ như bộ này á là mình giảm được 7 ngàn bộ nha, còn bên mấy mango thì mình giảm khác gì đó chị. Rồi ok, xanh với tím, hai bộ xanh tím rồi cho chị Bích Xuyên Trần Thị nè, hồng cho chị Ngọc Trần hồng nè. À, có sai chị mà không, màu xanh chị Lê Chiến 56 kiếm mấy 52 có luôn, 56 kiếm mấy 52 cái bạn ơi, bạn rộng chị thích bạn ơi là bạn số này nè, bạn rộng là bạn số cái này là này số mấy đây, số 2 nó có số 3 không đây, ủa này có 2 cây à, số 3 đâu. Rồi chị Lê Chiến ơi, thích bạn ơi bạn rộng xanh tím giúp cho chị Bích Tiên chẳng thì có rồi. Mạng giờ này chậm mấy ta. Bên em mấy chị mua một đơn mà trên 1.500.000 chuyển khoản hết là được miễn ship mọi người nghe, mà nhớ trong vòng một like nha.
Chứ giữa hai ba la em cũng không miễn tiếp nghe. Thứ nhất, cái thứ hai là không áp dụng với sĩ nha mọi người nha. Rồi áo khoác anh găng màu xanh đậu còn không? Cục vàng ơi, đỡ đến bữa đi, nó đang về lâu mới này cục vàng ơi. 70kg mẫu khác thì chị ơi. Rồi à, chị nào phát mới đơn cho anh hai bộ lùm em đi hàng nó chuyện nha. Rồi chị nào lấy mẫu này chốt mọi nghe rồi thì ơi, lên tiếp tục. Mẫu khác thấy nhỏ. Rồi chị nào chốt rồi mấy chị gái nghe đẹp quá. Không là không nghe tiên mệnh mọi người nghe có 62.000. Mọi người thấy nội mà mai cái tiền công này hết nhiều rồi mấy chị nha. Tiền công hết 60.000. Cái ghen là thêm 10.000, nó bộ đồ này 70.000. Mọi người mua với giá 62.000. Đem về bằng đã luôn. 62 cái đấy chị mua một tiếng ok có luôn. 62 cái bộ một tiếng thì chị Hương Lê nè. Ok chị Hương Lê. Rồi tiếp tục cái xe nhỏ mọi người nha. Đây dân ghét kia luôn, mỗi đó lựa nè. Đẹp quá. Hôm này bạn mang mát mọi người nha. Rồi đây cái sọc 45-55 cái bằng đẹp người nha. 62.000 không ai tin mình nha mấy chị nha. Đây chị nào 50kg lúc mua cây này nè. Có kem body trắng da không? Có nha chị nha. Em có màu vàng với màu đen, chị muốn mua màu gì? Body trắng da em bán mấy năm nay em thấy là xài quá trời ok mọi người nha. Không muốn bán cái kem khác luôn mấy chị nha. Giờ trên thị trường người ta quảng cáo rất là nhiều loại kem mọi người nha. Mà quan trọng là mình xài có theo cái độ hot của nó hay không. Mọi người hot là biết sao mấy chị nha. Quảng cáo gầm gầm gỗ gỗ chứ mấy chị biết sao không? Trời ơi, xài gọi đi tắm mấy chị nha. Cũng như là không xích kem với mấy chị. Kiểu như là mấy chị bỏ tiền xuống sông vậy mấy chị. Là vậy đó. Rồi mọi người nghe, 45 đủ lên, 55 cái bằng đẹp cho em ha. Rồi, sọc dâu, sọc xám, sọc vàng. Số 3 hả chị, số 3 mẫu vừa gọi em hết trơn. Em còn số 2 và số 4. Vui quá chị nha. Sọc rõ, sọc xanh, sọc vàng, sọc xám. Rồi sọc dâu. Rồi chị yêu lấy một răng mặt chút màu nha em nha. 45-55 cái bằng đẹp mọi người nha, 62.000. Trời ơi chị ơi, em bảo đảm chị luôn. Kem, sở hữu kem của mình ngày qua rồi. Kem nhà em là ok, thêm rút thứ hai cho chị Bích Xuyên Trần Thị. Lấy cho em bộ có tay màu đỏ. Màu đỏ với xanh 60kg, không có xanh. Không có xanh nha. Cái màu là màu đỏ hồng nha chị Liên Liên Đặng ơi. Nhớ giùm em nghe, ở ngoài đó là màu đỏ hồng nha, chứ không phải là màu đỏ đỏ không nha chị gái nha. Đỏ đây là gọi là đỏ hồng nha, cục vàng nha. Rồi thêm chữ rút thì Bích Xuyên rồi. Chị Liên Đặng ơi, 60kg em không còn màu xanh cục vàng nha, em còn màu vàng. Màu vàng màu rút. Màu vàng màu rút với màu hồng đỏ. Đây là chị nha, không không bích rít nha. Không lộ nhân kem, không nói chung là mấy chị xức kem, người ta không biết mình xức kem đâu mọi người nha. Xức lên là bao mịn luôn mấy chị. Ồ ồ, thơm nữa. Ừ. Để em coi nha chị nha, không biết hôm qua chị lấy mẫu gì nữa. Cho em sọc xanh, sọc dâu, 55kg, chị Nguyễn Thị Bích Trâm cho em nhắn nội em em. Kem body của nhà chị Hương xài im lắm, cảm ơn chị Mỹ Linh. Mấy chị biết ha, khách em á, hầu như là mấy chị thích em ít quảng cáo lắm, biết sao không? Đa số kem là em bán khách quen là nhiều mọi người nha, biết sao mấy chị nha, người ta xài của em mấy năm rồi. Người ta xài mấy năm rồi mọi người nghe, là mua lần hai hai body hai chiếc trắng mọi người thấy nhiều khi em đấu like em đâu mà khách vô mua mua cái xong mà mua kem để vô đưa luôn luôn mấy chị nha đó. Rồi ok, đỏ với xanh nè, đỏ xanh hai bộ chị Thảo Nguyên nè. Rồi chị Liên Đặng ơi, có gì nè, cái hồng với vàng cái gì chị Bích Trâm mua gì ạ? Bích Trâm chị Bích Trâm lấy hai bộ đang mặc nè, một xanh một dâu. Ok trời ơi trời ơi, có cái mạnh nha da đó. À, chị màu đen á là cái này nó thích trắng mặn nha, còn màu vàng thì mới có hàng nha. Màu vàng thì nó hay á mấy chị sĩ không, màu vàng khách em á kiểu như là lớn tuổi á, người ta phái cái màu vàng hơn tại cái hương của nó mọi người nghe, nó dễ chịu, nó có hai mùi mọi người không. Nhưng mà cái màu chạm màu đen này á, nó sẽ giúp với mọi người nè trắng nhanh hơn mọi người nghe. Cái màu đen này thích trắng mặn hơn mọi người nghe, thông cảm nghe, cái lưỡi em đang bị đạn nên nó bị dính lưỡi. Còn mẫu nào không còn chị Liên Đặng á, lấy màu hồng với màu vàng này nè, hai bộ nè, màu hồng màu vàng được. Thì nó ngốn nặng con đơn. Ủa rút lộn rồi, rút lộn chị lấy ra mẫu số 3 nè, rút lộn. Ừ. Rồi đỏ xanh cho chị Thảo Nguyên rồi nha, em thấy chị Kim Chí rồi, còn mẫu không còn nha. Còn rồi mấy chị nghe, ai lấy mẫu này thì chớp em, mấy chị nghe sọc đẹp lắm, 62.000 bộ nha. Cái body 95.000.
đúng rồi, 60 ký em lấy gì 60 ký chị? Nó có sai. Trời ơi, chị chàng ơi, nó có sai. Nó có sai hết trơn rồi chị ơi. Cái này chị thấy lộn lộn sai rồi. Rồi, chị chàng là chốt comment mọi người nghe 6 ngày em bộ. Thôi, mấy cây đó chứ còn chị chàng mẫu, chị chàng mẫu, chị chàng mẫu, chị chung á. Vậy hả, hàng chi. Rồi mọi người nghe tiếp tục. Đây, số nhỏ. Còn chị nào muốn mua số bự thì nói em, em lên số bự. Ok, chị Quỳnh Quỳnh của Cam Body. Còn chị muốn màu trắng nữa, lấy cho chắc trắng bỏ vô. Rồi đó chị ơi, mẫu bông nhí nha. 45-55 cái đẹp bông nhí nha em á chị ơi. Lấy mẫu beo bên đây, beo là cái beo là kia thôi. Màu tím 60 ký em coi, còn màu tím 60 ký em nha. Hết tím 60 ký rồi. Vậy hả? Trời ơi. Chị Yên với điện ơi, đang sao anh chịu cho nghe. Thôi đi bạn nghe. Chắc đứa nào nó làm. Rồi bông nhí 45-55 cái đẹp, nhí tím, nhí đỏ, nhí dầu. Nhí tím, nhí vỏ, nhí dầu, nhí xanh cô ban. Rồi bỏ răng mặt, ok. Nhí tím cho bích xiên Trần Thị nè. Nhí tím đẹp ghê luôn ha, nhí tím nè. Đằng sau nhớ kêu bên em trừ cho nghe. Rồi mấy chị với nhau. Mẫu ba đi. Rồi em còn bộ lửm mọi người nghe. Lượm lượm nè. Bộ lửm 55-60 cái bằng đẹp lửm 60 ngàn. A ti mịn 55-60 ngàn bộ lửm dùm em. Lấy lửm thôi mấy lửm. Nó với dâu bao đẹp người nghe. 45-55 cái đẹp này với dâu. À, chị Liên Đặng nãy chỉ có màu vàng rồi. Chị có hồng với vàng rồi, để lên màu khác vậy nha. Rồi chị nào lấy bộ này nhí là màu mấy chị, nhí dâu, nhí xanh. Nhí dâu, nhí xanh, nhí đỏ em em. 45-55 chiếc đẹp nhí nè. Rồi 55-60 chiếc đẹp lửng 60 ngàn lửng. Lửng 60 ngàn dùm em. Rồi bây giờ là mấy chị nghe, cái này là em còn có 5 bộ màu đỏ xong nè. Rồi chị nào vừa bán vừa tặng cái này nha. Bán này là lỗ 2 ngàn nè. Không, lỗ ngàn mấy, ngàn rưỡi. Ừ. Rồi chị nào chốt mọi người nghe comment em đỏ 50 ngàn. Tại còn có màu mà một size này không nha. Mấy chị nghe không còn size nào hết trơn. Đó, mẫu cổ vuông này mấy chị nghe. Rồi ai lấy cho em 50 ngàn. Đó. Chị nào có đơn quăng vô nghe mấy chị ruột nghe nó. Tại vì còn có một màu. Một màu duy nhất là một size. 45-55 cái dùng bạn đẹp nè. Bích Xiên Trần Thị lấy bộ này Bích Xiên hơn 50 ngàn. Đây mấy chị nghe nó cổ vuông. Đó, bông gì nghe mấy chị gái nha. Rồi cục vàng mấy chú em nè mấy chị ơi, đỏ 50. Đỏ 50 ngàn mấy chị nha. Còn đúng một một bông. Một bông một mấy chị. Đó, quá dễ mông hả. Rồi quá dễ thương. Rồi cục vàng rồi mấy chú mọi người nghe, đỏ 50 ngàn em, đỏ 50. Văn lỗ ngàn gửi ủng hộ. Cái mẫu không có tay phải không? Ok. Rồi chị nào lấy đỏ cho mấy đỏ mọi người nghe. Đỏ 50 ngàn không có tay là mẫu này nè. Đây chị. Không có tay là mẫu này nè. Đây dễ thương nha, để em lên mẫu không có tay cho chị. Rồi. Đỏ 50 chị Ngọc Trăng một. Đẹp quá chị Ngọc Trăng ơi. Quần dài. Mẫu đó quần dài nghe chị Nguyễn Ngọc ơi, quần dài chị. Đỏ 50 ai lượm lượm mấy chị ơi, đẹp quá. Tại còn có màu đỏ mà có sai một cái đi. Xả lỗ. Rồi, ok, Bích Xiên với hai bộ phải không? Bích Xiên với hai bộ đỏ luôn hả? Hai bộ đỏ luôn hả Bích Xiên?
nói lận gì mà người ta không tin đâu ha, mà đó là sự thật. Sự thật vẫn là sự thật. Đâu ghê chưa? Rồi, chị lấy chốt người nha chị ơi, còn bộ đỏ nha. Rồi mở mặt 62.000, có xe bự xe nhỏ nha. Đó mấy chị. Quá đẹp luôn. Rồi ok, bộ đỏ cho bà Bùi Kim Huyền, bộ đỏ. Chị Ngọc Trần lấy bộ đi, Ngọc Trần ơi. 50.000 Ngọc Trần ơi, lụm luôn. Rồi bỏ mặt 62.000 còn đủ size. Đẹp rồi ha. Đó, 62.000 còn đủ size em á chị em, màu xanh, màu vàng. Xanh coban. Màu sữa. Màu tím. Màu xám. Rồi chị lấy bộ đăng mặt chút màu kèm số ký. Nó còn đủ size mọi người nghe, cái lô này em còn đủ size. Rồi lấy bộ này chút màu kèm số ký mọi người nghe, giá bao nhiêu? 62.000. Đó, em có size từ 45 tới 67 ký nha. Rồi ok, bích xiên lấy bộ bò luôn nè. Rồi cảm ơn mọi người hết luôn nha mấy chị ơi. Đẹp lắm, nói chung là bao đẹp. Rồi sọc có 65 ký không hương? Dạ có. 65 ký mình còn mẫu sọc nào thi với mẫu beo cái gì thi. Em còn mẫu beo với mẫu ấy mấy chị. Em mập quá mọi người nghe. Ừ. Quá mập rồi. Rồi giờ lấy bộ đang mặc chút màu kèm số ký mọi người nghe, còn đủ size 45 đủ lên mọi người nghe, 65 tháng 7 là vừa em mấy chị gái thôi. Đó, 62.000 bộ. Ok, cảm ơn Quanh Đi Quỳnh. Quanh Đi Quỳnh phải gửi về thành phố Hồ Chí Minh, ông Cục Vàng ơi, 118-14 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Phải ông Quỳnh ơi, phải ok. Rồi một bộ đỏ rồi vậy ta. Ok, nhí dâu chứ mà chị Nhi Lan. Nhí dâu 62.000. Ok, chị Hoàng Kim Khánh lấy áo phát xanh đậu 115.000. Bà chúng game chọn gì Khánh ơi. Chọn gì suy nghĩ đi, tối đưa. Rồi, chị nào lấy bộ đăng mặt mấy chị. Giờ này bạn nó chạy chậm ghê á. Bạn chậm ghê, gớm. Ok, xanh đậu với nâu 60 ký. Ai xanh nha, xanh lá với nâu 60 ký. Màu xanh lá 60 ký thì chị Liên Đặng. Ok. Hai chị đó lấy size 60 cái thi. Đây như là mặt rồi, size nhỏ thi à. Ừ, size 60 luôn. Bộ đăng mặt là còn đủ size. Rồi 65 ký em còn mẫu này là mấy cục vàng. Nó có size mấy? Ừ, size 5. Rồi 60 đổ lên, 65 sắp bảy đầy dừa. 60 ký size 5. Rồi mấy chị, 60 đổ lên, 65 sắp bảy đầy dừa chứ mã vàng. Ờ, ok, mẹ. Vàng 50 ký. Ờ, đúng rồi đó mẹ. Cho em xem màu đi chị. Ngọc Trăng xem màu gì á, cục vàng. Cục vàng ơi, Ngọc Trăng. Cái nào nâu rồi vậy? Gì con? Hàng cái nâu không? Đâu đó. Đó là tím mẹ ơi, nâu là dưới rồi mẹ. Mẹ, nâu đưa lên, màu nâu với mẹ coi. Cái giữa, dưới đó tím rồi, Cái đó xám, nâu là dưới đó. Ừ. Rồi xem màu gì á, Ngọc Trăng ơi. Rồi em còn màu đỏ. Màu đỏ, màu cà gót, màu vàng. 60 đổ lên, 65, 67 lề dừa mấy chị nha. Chứ không bi to. Bi to mọi người nha. 60 đổ lên, 65, 67 lề dừa, bi to. Bi to giùm em. Lấy thêm bộ cánh tiên hương. Chị lấy bộ cánh tiên cho chị, gọi lấy chị Lê Lan.